chương 940, phiền phức đến rồi hạ. Trưởng lão chấp pháp họ ngụy, tên thiên thụ, hắn có chút bất mãn với La Ký Phong, nhưng nếu Lăng Hàn thừa nhận bán đan dược của học viện, đây xác thực trái với quy định, hắn thân là trưởng lão chấp pháp, nhất định phải phạt. Lăng Hàn, học viện rõ ràng quy định, nghiêm cấm bán đan dược ban tặng ra ngoại giới, người còn có lời nào để nói. Hắn nói, học sinh bốn phía đều nằm bò trên tường rào, nghe được lời này đều dùng mình, hóa ra là chuyện như vậy. T, Tại sao Lăng Hàn này ngốc như vậy, rõ ràng là người thứ nhất trong tân sinh, tương lai có cơ hội trở thành thiên tài tứ tinh, bởi vì mấy viên bổ thần đan liền xong đời. Quy củ chính là quy củ, coi như Lăng Hàn thiên tài thì đã làm sao, đây nhất định sẽ bị học viện phạt nặng. Lăng Hàn còn không mau quỳ xuống, la liệt quát lên, vẻ mặt cười gần, hắn chờ nói câu này đã sắp một tháng. Lăng Hàn khinh bỉ liếc mắt nhìn hắn nói: "Bình tĩnh đừng nóng, ngươi chỉ là một học sinh nho nhỏ, có tư cách gì kỳ kỳ méo mó ở đây?" coi trưởng lão chấp pháp là không khí sao. Sát, lại tới nữa rồi, la liệt tức giận đến ngực run rẩy trước chính là như vậy, lăng hàn cầm tả tướng ép hắn, nói hắn xem thường tả tướng, hiện tại cũng như vậy, tiện dân này làm sao miệng điêu ngoa như vậy chứ. Người người người, ngày hôm nay người khó thoát một kiếp, còn muốn trêu chọc uy phong gì. Hắn mạnh mẽ chấn định lại, nhìn lăng hàn quát lên, hiện tại lăng hàn mới là người bị tình thế không ổn, hắn gấp cái gì. Đừng kích động, la phách vội ấn vai của đệ đệ, sau đó lạnh lùng nhìn Lăng Hàn nói. Lăng Hàn, nếu chính người thừa nhận, bán trộm đan dược của học viện, người nói xem, còn làm sao vươn mình. Ngụy Thiên Thụ hơi nhướng mày, có vẻ rất không cao hứng, ta mới là trưởng lão chấp pháp, ở trước mặt ta cũng có chỗ cho các ngươi sen mồm. Nhưng La Khải Phong lại vỗ vỗ vai của hắn, cười nói. Ngụy Huynh, nợ ngươi một ân tình, ngày sau La Gia tất có báo đáp. Trong lòng hắn dùng mình, mình một tán tu, tự nhiên không thể là đối thủ của La Gia, lại nói, lăng hàn xác thực phá hoại quy củ nên bị phạt vậy trước hết để anh em nhà họ la trổ tài ra vẻ đi ngược lại đối với hắn mà nói cũng không tổn thất gì nghĩ như thế hắn đơn giản liền giao quyền chủ động cho la khải phong mình coi như là xem cuộc vui la khải phong đương nhiên cũng vui vẻ như vậy sở dĩ muốn kéo ngụy thiên thụ lại là xuất sư có tiếng học viện có quy củ của học viện chấp pháp phải do trưởng lão chấp pháp làm lăng hàn khinh thường nở nụ cười nói các ngươi cũng thật biết chụp mũ khi nào ta nói bán trộm đan dược của học viện? Ha ha, ngươi nghĩ rằng chúng ta là hài tử ba tuổi sao? Ngươi vừa mới chính mồm thừa nhận, ở Lâm dược vô bán ra bổ thần đan. La Phách chỉ vào Lăng Hàn nói, "Không sai." Lăng Hàn lại gật đầu, "Có điều, bán bổ thần đan là bán bổ thần đan, cùng bán trộm đan dược của học viện là hai việc khác nhau. Còn nữa, không nên dùng tay chỉ vào ta, đây là việc không lễ phép, ta sẽ rất khó chịu." La Phách sắp hôn mê. Hắn vẫn chỉ vào Lăng Hàn nói. Ngươi không nên vòng tới vòng lui, dù như thế nào cũng không thể thay đổi tội ác của ngươi. Đùng, Lăng Hàn quất tới một bà tai, thực lực của hắn cỡ nào, là phách nào chống đỡ được, hầu như ngay cả phản ứng cũng không có, trên mặt đã trúng một tát, trực tiếp rơi mất ba cái răng. Sau một tát, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, quá mạnh đi, bán trộm đan dược của học viện đã là tội lớn, còn dám ở trước mặt trưởng bối của La ra đánh La phách một tát, này quả thật là ăn gan chân long ha. Ngươi, 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 La Phách vừa giận vừa thẹn, hắn là một trong tam đại cường giả tuổi trẻ của Hoàng đô, nhưng lại ở trước mặt mọi người ăn một bạt tai, coi như chém Lăng Hàn thành vạn đoạn thì đã sao, sỉ nhục này làm sao tẩy sạch. Đã nói cho ngươi, không nên dùng tay chỉ vào ta, đừng cảm ơn, làm sư huynh, có trách nhiệm dạy ngươi làm người như thế nào. Lăng Hàn Từ Tốn nói, có vẻ vô cùng dễ dàng. Ta muốn giết ngươi, La Phách nhào tới, hắn nhất định phải từ tay đánh bại Lăng Hàn bằng không đời này cũng đừng nghĩ ngẩng mặt làm người. Đùng, lang Hàn lại đánh qua một bạt tai, trực tiếp đập hắn bay ra ngoài. Không trả thù lao cũng muốn luận bàn với ta, nghĩ hay lắm. Phốc, tất cả mọi người cười phun ra ngoài. La Phách thực sự là đáng thương. Tất cả mọi người cảm khái, ở trước mặt mọi người ăn hai tát, xem như là bị sỉ nhục chết rồi, đừng nghĩ lại tẩy rửa. Có điều, tân sinh thứ nhất này quả nhiên châu bò, không chỉ ngộ tính, thần hồn, kỹ xảo chiến đấu đều cao hơn người một bậc, thực chiến cũng cường đại như thế. Chỉ là La Khải Phong ngay ở bên cạnh, người gọt mặt mũi la ra như thế thật được sao? Quả nhiên, sắc mặt của La Khải Phong âm trầm đến muốn ra nước, hắn không ngăn cản La Phách ra tay, là muốn đối phương tự tay đòi lại mặt mũi, không nghĩ tới La Hàn kém lang hàn lớn như vậy. Một trong tam đại cao thủ trẻ tuổi của Hoàng Đô, lại không phải đối thủ của tiện dân tiểu thế giới. Ai có thể tin tưởng, nếu La Phách căn bản không thể là đối thủ của Lăng Hàn, La Khải Phong chỉ có tự mình ra tay, bằng không mặt mũi của La Gia liền thật mất hết. Hừ, bán trộm đan dược của học viện, lại tổn thương đồng học, người như vậy, không xứng ở học viện. Hắn trầm giọng nói, nhất thời áp lực tinh thần đáng sợ xung kích về phía Lăng Hàn. Thần linh tu thần hồn, hắn là cường giả nhật nguyệt cảnh, cường độ thần hồn không biết cao hơn Lăng Hàn bao nhiêu lần, dưới một đòn, Lăng Hàn cảm thấy đỉnh đầu phảng phất đè ép một ngọn núi lớn, muốn ép nát xương cốt của hắn, chỉ có cúi người mới có thể giảm bớt áp lực. Nhưng Lăng Hàn biết, đối phương chính là muốn áp bức cho hắn cúi đầu, thậm chí để hắn quỳ xuống. Hắn một thân ngông nghênh, há cam chịu nhục, Lăng Hàn đứng nghiêm, đùng đùng đùng, thần cốt trong cơ thể hắn vang rền, đây là đang đối kháng với áp lực của La Khải Phong. Nhật Nguyệt cảnh thực quá mạnh mẽ, dù chỉ là khí thế mà thôi, liền để Lăng Hàn đầu đầy mồ hôi, hai mắt trở nên đỏ chót, gân xanh nhảy kịch liệt. Nghiêm chỉnh mà nói, phá hư cảnh căn bản không thể đối kháng khí thế của Nhật Nguyệt cảnh, cảnh giới tranh lệch quá lớn chỉ là lăng hàn quá ngạo khí hắn có thể bại có thể chết nhưng tuyệt đối sẽ không quỳ xuống mọi người đầu tiên là không xem trọng nhưng rất nhanh đều lộ ra kinh sợ nghị lực của tên này thật đáng sợ trong cơ thể của lăng hàn truyền ra thanh âm khớp xương vang rền mồ hôi trên trán như dòng suối chảy xuôi ướt nhẹp quần áo hắn nhưng hắn vẫn đứng ngạo nghễ như núi xương sống lưng thẳng tắp không uốn chút nào ai có thể không khâm phục lại còn chết không nhận tội la khải phong quát lên ngày hôm nay hắn nhất định phải chỉnh thảm lăng hàn, chỉ có như thế mới có thể làm cho mọi người tận lực quên đi chuyện la phách bị bạt tai hai lần. chương 941, không rõ tự tiêu, ta không có tội, tại sao phải nhận tội? Lăng hàn ngang nhiên nói, veo, đúng lúc này, chỉ thấy một bóng người từ đằng xa bay tới. Đây là một nữ tử cực kỳ mỹ lệ, dáng dấp khoảng 20 tuổi, tràn ngập phong độ của người trí thức, nhưng hiện tại ở trên mặt tất cả đều là hưng phấn. Lăng Hàn, Lăng Hàn, nàng xa xa liền gọi ô đây không phải cổ linh ngọc sao một trong hoàng đô tam mỹ nghe nói ở trên đan đạo có thiên phú kiệt xuất sớm bị đan phân viện thu nhận học viện chúng ta còn có đan phân viện ha ha đan phân viện quá ít người hơn nữa mỗi người cả ngày giao thiệp với đan dược quả thật có rất nhiều người còn không biết có một phân viện như thế có điều đan phân viện địa vị đặc thù ai cũng phải cho cái mặt mũi tất cả mọi người gật đầu đan sư là quần thể đặc thù địa vị cao cả, không thể dễ dàng đắc tội. Cổ Linh Ngọc chạy vào trong sân, cũng không nhìn người khác, nói thẳng. Người luyện chế bổ thần đan so với bình thường hiệu quả mạnh hơn 3 phần 10, đến tột cùng là người cải tiến đan phương, hay có thủ pháp luyện đan đặc thù gì. Ta đã điều tra ngươi, là từ tiểu thế giới đến, vừa tới Hoàng Đô còn chưa đủ một tháng, là không thể cải tiến đan phương, vì lẽ đó ngươi nhất định là có thủ pháp luyện đan đặc thù, có đúng hay không? Nàng một hơi nói nhiều như vậy, sau đó đột nhiên ngừng lại, có chút mờ mịt nhìn những người khác. Ô, các người đây là có chuyện gì? Kỳ quái, tất cả mọi người không nói gì, hiện tại ngươi mới phát hiện tình huống không đúng sao. Có điều, cổ Linh Ngọc lại tiết lộ một tin tức kinh người, Lăng Hàn biết luyện đan. Dựa vào, vậy bổ thần đan là hắn luyện chế. Chẳng trách, hắn thừa nhận bán đan dược, nhưng lại phủ nhận bán trộm đan dược của học viện, thì ra là như vậy. Người ta luyện chế đan dược, người còn không cho người ta bán sao. Học viện cũng không có quy củ như vậy. La Khải Phong nhất thời không nói gì, Ngụy Thiên Thụ càng nặng nề hư một tiếng, dùng ánh mắt nghiêm nghị quét về phía anh em nhà họ La, các người đây là vô cáo, đây đồng dạng phải bị học viện xử phạt. Có cổ Linh Ngọc làm chứng, La Khải Phong có thể nói cái gì, chỉ có thể trách anh em nhà họ La ngay cả tình huống cơ bản cũng không biết rõ liền cáo trạng. hiện tại được rồi, kết thúc như thế nào đây? Lang Hàn lộ ra nụ cười nói, vị sư tỷ này, ta có chút việc phải xử lý, chờ sau đó sẽ nói chuyện với ngươi chuyện gì nha ta giúp ngươi cổ linh ngọc có vẻ rất thiếu kiên nhẫn dưới cái nhìn của nàng có gì trọng yếu hơn việc thảo luận đan đạo lang hàn nha một hồi nói hai vị này nói ta trộm các bổ thần đan của học viện đi ra ngoài bán cổ linh ngọc nhất thời giận dữ khinh thường nhìn đôi huynh đệ này một chút nói sau này các ngươi đừng hòng ăn được đan dược của đan phân viện luyện chế nữa lại dám oan uổng đan sư vậy chính là kẻ địch của hết thảy đan sư anh em nhà họ la phiền muộn đến cực hạn nhưng mặc bọn họ đánh giá cao lăng hàn ra sao, cũng không có khả năng nghĩ đến một võ giả mới hơn 20 tuổi, từ tiểu thế giới đến lại là đan vũ song tu. Một gậy này gõ cho đầu óc bọn họ choáng váng, lăng hàn ho khan một hồi, nghiêm nét mặt nói, vị trưởng lão này, hai người kia vu cáo ta, theo quy củ của học viện nên xử lý như thế nào. Ngụy thiên thụ không khỏi khó khăn, đổi thành những người khác, hắn tự nhiên là xử lý theo luật, nên làm gì thì làm cái đó. Nhưng La Khải Phong ngay ở bên cạnh, hắn làm sao cũng phải kiêng kỵ la ra một chút a à. nhưng hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào hắn có thể công nhiên thiên vị la ra sao la khải phong nhìn ở trong mắt vội vã mở miệng nói la phách la liệt cũng không sai dù sao xác thực nhìn thấy lăng hàn đi vào bán dược bọn họ cũng là suy nghĩ vì học viện mới sẽ bẩm báo cho chấp pháp hội phải bọn họ vô cáo còn có công lăng hàn lạnh nhạt nói vậy theo vị trưởng lão này nói như vậy học sinh chẳng phải là không công chịu thiệt nếu không có vị sư tỷ này chạy đến làm chứng cho học sinh, chẳng phải học sinh sẽ bị vị trưởng lão này hãm hại mà chết. Nhớ lúc ta nhập học, sát hạch thông qua tầng 8, tương lai có cơ hội trở thành thiên tài tứ tinh, nếu như bị hãm hại chết, học viện há không phải tổn thất lớn. Ra mặt của La Khải Phong không khỏi co giật, hắn gặp người ra mặt dày, nhưng như lang hàn thật là lần đầu tiên. Có điều, đối phương nói cũng là sự thực, chỉ là quá không khiêm tốn. Ngụy Thiên Thụ mở miệng nói, vậy ngươi muốn làm sao? hắn dự định làm người trung gian. Lang Hàn cười nói, nếu như cho ta khoảng vạn khối chân nguyên thạch, ta nhất định sẽ quên chuyện không vui này, bằng không, ta liều mạng cũng phải để học viện cho ta một câu trả lời thỏa đáng. Mọi người không thể không thừa nhận, Lăng Hàn quả thật có ngông nghênh, hơn nữa ngạo đến khiến người ta khâm phục, có thể đối kháng một vị cường giả nhật nguyệt cảnh, đây quả thực làm cho tất cả mọi người phải quỳ xuống viết một chữ phục. Nhưng hiện tại Lăng Hàn vừa nói như thế, nhất thời khiến khóe miệng người ta co giật, người ngoại trừ ngông nghênh ra, còn có chút không biết xấu hổ, nào có khen ngợi mình như thế. Có điều, dám dọa dẫm la ra, chỉ nhìn điểm ấy, mọi người lại phải quỳ xuống viết một chữ phục khác. La Khải Phong âm trầm, la ra là gia tộc tứ lưu, gốc gác thâm hậu, 10.000 chân nguyên thạch ở người thường xem ra là con số trên trời cũng không phải vấn đề nan giải gì. Nhưng đối phương là món đồ gì, phá hư cảnh nho nhỏ mà thôi, nếu như ngay cả phá hư cảnh cũng có thể dọa dẫm la ra một khoản tiền lớn như vậy, vậy chẳng phải trong nháy mắt La Gia phải phá sản sao. Chỉ là, hiện tại tình hình này đối với La Gia mà nói rất không ổn, nhất định phải hao tài tiêu tai. Một vạn, quá mức rồi, La Khải Phong trầm giọng nói, ngươi không có chịu đến thương tổn thực chất gì, nhiều nhất bồi thường ngươi một trăm chân nguyên thạch. Hí, rất nhiều học sinh đều chấn kinh đến há to miệng, thật bị lăng hàn dọa dẫm rồi. Vậy cũng là La Gia A, gia tộc Tứ lưu gia tộc Tứ lưu là khái nhị hiểm gì, ngay cả tả hữu nhị tướng, bảy đại tướng cũng chỉ có thể coi là gia tộc nhị lưu A, tứ lưu còn chưa đủ châu bò. Nhưng hiện tại tốt rồi, đường đường la ra lại cúi đầu với một phá hư cảnh từ tiểu thế giới đến. Cha cha, thực sự là chơi vui, chương 942, bồi thường tổn thất, Lăng Hàn lắc đầu nói, như vậy sao được, nếu không phải cổ sư tỷ tới kịp, ta đã sớm bị khí thế của vị trưởng lão này áp bức thành cặn bã. Cái này còn không phải thương tổn chân thật, 5.000 chân nguyên thạch, ít một khối cũng không được cổ linh ngọc là thiên tài ở phương diện luyện đan nhưng ở vấn đề nhân tình hiển nhiên kém quá nhiều lập tức gật đầu nói bắt nạt đan sư chúng ta bồi mấy ngàn chân nguyên thạch đương nhiên là phải vị sư tỷ này không tệ quá đáng yêu lang hàn biết không thể định tội hại chết anh em nhà họ la vậy đơn giản kiếm chỗ tốt làm sao cũng không thể ăn thiệt thòi la khải phong như muốn giết người người bị bắt nạt là la ra bọn họ bị bắt nạt có được hay không la phách ăn hai cái tát hiện tại mặt sưng rất cao tại sao ngươi không nói? Hắn đương nhiên sẽ không để cổ Linh Ngọc ở trong mắt, cũng không dám quên đan phân viện phía sau nàng, những người kia đều là thông thái dởm, tính tình cổ quái. Hắn hừ một tiếng nói, 500 chân nguyên thạch, 4 ngàn, 1 ngàn, 3 ngàn, 2 ngàn, thành giao, la khải phong vung tay lên, tung ra lượng lớn chân nguyên thạch, lăng hàn đương nhiên sẽ không khách khí, thu những bảo thạch này vào trong hắc tháp. Hiện tại chỉ gõ chút chỗ tốt, chờ hắn có thực lực, vậy thì sẽ không đơn giản như vậy đi la khải phong khiển trách nhìn anh em nhà họ la hai tên phế vật này nếu không có bọn họ mình không cần nuốt giận vào bụng với một phá hư cảnh nho nhỏ a à. anh em nhà họ la cũng như hài tử làm sai sự tình dám cũng không dám thả một cái ngoan ngoãn rời đi theo trên tường rất nhiều học sinh cũng lập tức giải tán nhanh đi truyền tin a à. ngụy thiên thụ tấm tắc lấy làm kỳ lạ cổ linh ngọc đúng lúc đến tự nhiên là thay lăng hàn hóa giải một vấn đề khó nhưng coi như nàng không chạy tới kỳ thực lăng hàn luyện đan ở trước mặt mọi người cũng có thể phá giải tên tiểu tử này ngược lại thật biết nhịn rõ ràng đã sớm nắm chắc phần thắng nhưng lợi dụng cơ hội này trước tiên đánh la phách một trận lại gõ la ra một bút chỉnh đến la ra không có tinh khí gan thực kinh người nói thật ngay cả ngụy thiên thụ cũng không dám kết thù với la gia có người nói la gia chẳng những có 10 cường giả nhật nguyệt cảnh lão tổ càng là cường giả nhật nguyệt cảnh đại cực vị đại năng tinh thần cảnh không ra hầu như không có đối thủ ai ăn gan hùm mật báo mới dám thuận thế mà âm la ra một cái người trẻ tuổi tự lo lấy ngụy thiên thụ nói ánh mắt có vẻ lo lắng lần này lăng hàn dĩ nhiên rất thoải mái không chỉ đánh la phách còn được rất nhiều chân nguyên thạch nhưng la ra sẽ giảng hòa sao đa tạ trưởng lão đề điểm trong lòng học sinh nắm chắc lăng hàn cung kính nói hắn tự nhiên phân rõ được lòng tốt và giả ý ngụy thiên thụ gật gù bồng bình rời đi lăng hàn lăng hàn nói mau a à. Ngươi là cải tiến đan phương hay có thủ pháp luyện đan đặc thù? Cổ Linh Ngọc mắt lóng lánh, dính đến luyện đan nàng sẽ quên hết tất cả. Lăng Hàn cười nói, ta thực có thủ pháp luyện đan đặc thù, có thể dạy ta không? Cổ Linh Ngọc lập tức hỏi. Cái này, Lăng Hàn trầm ngâm, nữ nhân này thực là luyện đan luyện đến quên đạo lý đối nhân xử thế sao? Thủ pháp luyện đan có vị đan sư nào sẽ tiết ra ngoài? Coi như là dạy đồ đệ cũng sẽ giấu một tay. Lăng Hàn không có dấu nghề với hai đồ đệ học luyện đan chỉ là thủ pháp này hắn sáng tác, cũng chỉ có hắn mới có thể phát huy tam hỏa dẫn đến mức tận cùng. Tuy người giúp một chuyện, nhưng cái này liền muốn học tam hỏa dẫn, vậy tuyệt đối là không thể. Có điều, Lăng Hàn có thể thấy, nữ nhân này là luyện đan thành si, cũng không phải không biết sâu cạn, mà là đầu chỉ có luyện đan, hồn nhiên không biết có chút yêu cầu quá mức rồi. Lăng Hàn suy nghĩ một chút nói, vậy chúng ta luận bàn một hồi, hắn không thể vừa thấy mặt đã truyền thụ tam hỏa dẫn, nhưng nể tình đối phương si mê đan đạo, hắn có thể thảo luận với đối phương một chút. Cổ Linh Ngọc tự nhiên vui vẻ đáp ứng. Hai người xác minh đan thuật, Cổ Linh Thạch dĩ nhiên từ dòng suy nghĩ của Tam Hỏa dẫn được lợi không ít, Lăng Hàn cũng được dẫn dắt, dù sao trình độ đan đạo của đối phương cũng không thấp hơn hắn, có tác dụng bổ sung tương đối. Bởi vậy, Lăng Hàn cũng từ dậy một chút ban đầu, biến thành bình đẳng thảo luận, trong lúc vô tình, sắc trời liền tối lại. La ra, anh em nhà họ la quỷ gối trong đại sảnh, mà La gia gia chủ La Hồng Đạo thì sắc mặt âm trầm ngồi ở đó. Các ngươi có biết tại sao bản tỏa lại phạt các ngươi không? La Hồng Đạo hỏi, La Phách nói, chúng ta để La gia hổ thẹn. La Hồng Đạo lắc đầu, đây chỉ là một điểm, nhưng càng quan trọng là hai người các ngươi xử lý chuyện này để bản tỏa quá thất vọng. Các ngươi lại không có biết rõ toàn bộ sự tình liền vội vã đặt bẫy, từ vừa mới bắt đầu, các ngươi đã thua. Vâng, anh em nhà họ La đều hận hận gật đầu, cho dù không có cổ linh ngọc xuất hiện, Lăng Hàn cũng có biện pháp chứng minh, chỉ là hơi phiền toái một chút mà thôi. Ra tay, phải nhắm thẳng vào bảy tắc, không cho đối phương bất kỳ cơ hội vươn mình. La Hồng Đạo uy nghiêm đáng sợ nói, anh em nhà họ La đều gật đầu, bá nhi, người có lòng tin chiến thắng tiện dân này không? La Hồng Đạo lại hỏi, La Phách rất muốn khí phách một hồi, nhưng bị Lăng Hàn đập hai bà tai, cũng đánh tan tự tin của hắn. Nhưng ở trước mặt gia chủ đại nhân, hắn há có thể kinh sợ, vội ưỡn ngực nói. Có, thái độ có thể giả ra nhưng trung khí lại không đủ hừ la hồng đạo lại phát ra âm thanh bất mãn vừa nãy dạy ngươi làm sao ngươi không tiếp thu được một chút sao trước tiên không nói ngươi đã bị tiện dân này đánh thảm bại ngươi có biết lai lịch thực sự của tiện dân kia là gì không lai lịch thực sự anh em nhà họ la đều mờ mịt chỉ là một tiện dân từ tiểu thế giới phi thăng lên cần phải đi hiểu rõ sao hồ đồ la hồng đạo nặng nề quát tiện dân này thật không đơn giản mà là đế hoàng của một quốc gia khai thiên đến. Phốc, anh em nhà họ la lập tức phun ra ngoài. Khai thiên, làm sao có khả năng, ở trong lịch sử của loạn tinh hoàng triều chúng ta, chưa từng có ghi chép như vậy. Anh em nhà họ la đều không thể tin được, chương 943, tính toán của la gia. La hồng đạo khẽ nhíu mày, bất mãn nói, chưa từng xảy ra, thì sẽ không phát sinh sao. Vậy từ kỳ tích còn có ý nghĩa tồn tại sao? Còn nữa, bản triều không có người khai thiên, nhưng chỗ khác cũng nhất định không có sao. Anh em nhà họ la đều chấn kinh đến tê cả ra đầu, đây là bọn hắn không dám tưởng tượng. Từ hơn 300.000 năm trước, thì có một đại từ Triều Phi Thăng đến, mà thiên phú võ đạo của quốc chủ rất kinh người, ngăn ngắn mấy trăm năm liền đạt đến Sơn Hà Cảnh đại viên mãn. Tê, nghe la hồng đạo nói như thế, anh em nhà họ la đều hít khí lạnh, mấy trăm năm liền tu xong Sơn Hà Cảnh, đây thực sự là quá kinh người, phải biết Triệu Luân có danh Sương Tuyệt Đỉnh Thiên Tài. Hiện tại đã hơn 500 tuổi, nhưng chỉ là sơn hà cảnh đại cực vị mà thôi. Tại sao chưa từng có ghi chép về đại từ triều?" La Phách hỏi, bởi vì mới đầu đại từ triều lệ thuộc vào một tiểu vương triều, nhưng quốc chủ lại ẩn giấu thân phận, tiến vào triều ta, còn ở trong xích Thiên học viện tu tập mấy trăm năm. La Hồng Đạo nói, "Đại từ triều, lẽ nào người kia chính là tinh thần lạc ấn trong cửa thứ ba Bạch Tinh tháp?" Tự nhiên, La Phách đột nhiên phản ứng lại, "Không sai." La Hồng Đạo gật đầu nhưng vì cái gì hầu như không có truyền thuyết của hắn la phách hiếu kỳ nói bởi vì người nọ lẻn vào quốc khố muốn trộm cắp quốc bảo vì lẽ đó bị nữ hoàng bệ hạ ra nghiêm lệch xóa đi tất cả dấu vết tồn tại của hắn có điều khí linh của bạch tinh tháp là độc lập cùng cảnh giới chiến một trận không ai có thể ép được người này bởi vậy nơi đó liền thành địa phương duy nhất còn có dấu vết tồn tại của hắn la hồng đạo nói ra một việc bí ẩn anh em nhà họ la đều nhe răng lại dám tiến vào quốc khố trộm cắp lá gan của người này thực lớn đến nghịch thiên. Nói cho các người chuyện này, chính là để các người biết, trước khi muốn đánh đổ một người, nhất định phải hiểu rõ hắn, bằng không, các người chỉ có thể bị đánh đổ. La Hồng Đạo nghiêm nghị nói, gia chủ đại nhân, chúng ta rõ ràng, anh em nhà họ la vội cung kính nói, phách nhi, bản tòa hỏi lại ngươi, có lòng tin đánh một trận với tiện dân kia không? La Hồng Đạo nhìn chằm chằm La Phách, ánh mắt ác liệt. Trong lòng La Phách dùng mình, lớn tiếng nói. Vì gia tộc, là phách nguyện lên núi đao, nguyện xuống biển lửa. Ha 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 ha, la hồng đạo cười to, đột nhiên vỗ bàn một cái nói. Được, hắn ném ra một tảng đá màu đỏ thấm nói. Đây là huyết khớp thạch, trong truyền thuyết thần thú chân chính bị thương, huyết dịch và nước mắt đan dệt, lưu lại khí tức bất diệt ở trên tảng đá. Người luyện hóa, sức chiến đấu tất có thể phá tan 20 tinh. Đến thời điểm đó, cùng tiện dân kia đánh sinh tử chiến, nhất định phải giết chết người này. La Hồng Đạo uy nghiêm đáng sợ, hai ngàn chân nguyên thạch không được hắn nhìn ở trong mắt, nhưng tiện dân của tiểu thế giới lại dám dọa dẫm la ra, đây là ngay cả hắn cũng tức giận. Nếu không phải còn có xích thiên học viện, hắn đã trực tiếp phái người đánh giết lăng hàn. Nhưng hiện tại, hắn chỉ có thể đi vòng, la phách vui mừng khôn xiết, huyết khắp thạch đối với phá hư cảnh mà nói tuyệt đối là trí bảo, có khí thức của thần thú bổ trợ, mình vung mỗi một kích, uy lực đều có thể gấp mấy lần. Hơn nữa đây là dùng vĩnh viễn, chỉ có điều cảnh giới bản thân càng cao, trợ giúp tự nhiên sẽ càng nhỏ. Ngay cả như vậy, sức chiến đấu của hắn cũng có thể dễ dàng đột phá 20 tinh, trấn áp lang hàn khẳng định không có vấn đề. La Liệt có vẻ ước ao, tương tự là thiên tài La gia, nhưng hắn xếp sau La Phách, chỗ tốt gì cũng phải La Phách hưởng dụng qua hắn mới có thể dùng, số lượng không đủ sẽ không có phần hắn. Hắn cũng muốn huyết khớp thạch, nhưng hiện tại hắn chỉ có quỳ sát đất, nắm hai tay chặt chẽ, trên mặt còn phải làm bộ cao hứng thay La Phách. Không biết tính sao, hắn lại nghĩ tới câu nói của thủy nhạn ngọc từng nói người khai thiên đến có khả năng được thiên địa trọng thưởng nắm giữ thêm ba tinh lực lượng khai thiên yêu cầu sức chiến đấu phá hư hai mươi tinh lại thêm thưởng ba tinh vậy chỉ ít cũng có sức chiến đấu hai mươi ba tinh đúng hay không cho dù la phách luyện hóa khắp huyết thạch cũng không nhất định là đối thủ của lăng hàn nhưng nếu bọn họ muốn đánh sinh tử võ đài khóe miệng của la liệt lộ ra nụ cười gần với hắn mà nói hai người ai chết cũng là chuyện tốt có đúng hay không vậy hắn cần gì phải nhiều chuyện chứ? Hắn cũng là người có dã tâm, tuyệt đối không muốn làm ngàn năm lão nhị. Sau khi luyện hóa khớp huyết thạch, lập tức khiêu chiến tiện dân này, lần này, tuyệt đối không nên để cho bản tỏa thất vọng. La Hồng Đạo nghiêm nghị nói, La Phách nhất định sẽ không phụ lòng gia chủ đại nhân kỳ vọng. La Phách hưng phấn nói, luyện hóa khối huyết khắp thạch này, hắn nhất định sẽ thành cao thủ thứ nhất trong phá hư cảnh, cái gì lăng hàn, cái gì mã hưng. Hắn một tay chấn áp hết thảy, lại mang theo cỗ uy thế này cầu hôn quý gia. Tiện nhân quý Vân Nhi kia lại dính với Lăng Hàn, hắn hận, sau này lấy được, nhất định phải cố gắng trừng phạt nàng. Cổ Linh Ngọc tuyệt đối là đan si, vừa thảo luận đan đạo nàng liền quên tất cả, thậm chí nói say mê, nàng cũng không để ý mà nằm bò trên giường, trực tiếp ngủ thiếp đi, chỉ để lại một câu ngủ dậy thảo luận tiếp. Điều này làm cho Lăng Hàn dở khóc dở cười, người cũng quá tin tưởng người khác đi. Tuy nàng vừa nhắc tới đan đạo liền như cuồng nhân, hoàn toàn không hề có một chút nữ nhân vị nhưng nhìn dung nhan tuyệt sắc của nàng lại nhìn tư thái mê người lại không hề phòng bị mà nằm xuống giường người thật cho rằng người người đều là quân tử sao coi như là quân tử vậy cũng có thời điểm không khống chế được nha lăng hàn lắc lắc đầu nhường phòng ngủ cho đối phương mình thì tiến vào trong hắc tháp cuộc sống yên tĩnh còn sót lại hai ngày ngày thứ hai cổ linh ngọc lại cùng lăng hàn thảo luận đan đạo cho đến khi lăng hàn thực không thể chịu nổi nữa đánh nàng bay ra viện, mới để bên tai hắn thanh tịnh. Chỉ là chân trước mới đánh đuổi cổ Linh Ngọc, chân sau Lệ Vi Vi và Quý Vân Nhi lại dắt tay nhau tới. Đầu gỗ, cha ta muốn gặp ngươi, Lệ Vi Vi đến thông báo một tin tức, tà tướng muốn gặp mình, lang Hàn hơi kinh ngạc, tuy hắn rất tự kiêu, nhưng rõ ràng biết thực lực của mình bây giờ, ở trước mặt tà tướng chỉ là một tiểu nhân vật, ngay cả tư cách nhìn nhiều cũng không có. Chương 944, châm biếm, lúc này mới qua một tháng, lại muốn gặp mình không người biết nghe xong còn cho rằng hắn là thánh quyến a lệ vi vi chỉ đến thông báo lấy tính khí đại tiểu thư của nàng đương nhiên sẽ không bồi lăng hàn cùng trở lại nói xong liền đi lăng hàn không dám thất lễ lập tức chạy đi tả tướng phủ một đường thông báo vẫn là hướng thừa duẫn xuất hiện mang hắn đi tới một vườn hoa nhỏ tả tướng chính tu bổ một chậu hoa hết sức chăm chú hướng thừa duẫn không dám lên tiếng quấy rối đứng trang nghiêm ở một bên chờ đợi lăng hàn nhìn nhất thời lộ ra kinh sợ ở dưới tay của lệ tướng, bồn hoa tỏa ra một loại thần vận nào đó, mỗi một cảnh đều giống như võ đạo tông sư động thủ, biểu thị một môn kỳ pháp. Hắn không khỏi tham khảo với sáu pháp quy nhất mà mình đang tu luyện, trong khoảng thời gian ngắn lại có hiểu ra, lúc này ngồi xếp bằng xuống, có nhịp điệu đại đạo từ trong cơ thể chấn động ra. Bị kinh động như thế, tả tướng nhất thời phát ra một tiếng ổ lên, dừng tay lại. Lớn mật, hướng thừa duẫn lập tức trách mắng, quấy rối tà tướng, ai cũng phải bị phạt nặng nhưng lang hàn mắt điếc tai ngơ hiện tại hắn toàn tâm toàn ý ở sáu pháp hợp nhất đừng nói hướng thừa duẫn chỉ quát mắng một tiếng dù thanh động như lôi trời long đất lở hắn cũng sẽ không biết tả tướng đưa tay vẫy một cái ngăn hướng thừa duẫn lại trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc đây là đốn ngộ a ở võ giả mà nói đốn ngộ thậm chí có thể nói là cơ duyên trọng yếu nhất cái gì gọi là đốn ngộ vấn đề bình thường người khổ sở suy nghĩ không rõ lập tức liền mở ra rõ ràng hoặc là nói tìm thấy manh mối được manh mối, có khả năng hiểu được. Lĩnh mộ là của mình, quả thật có đan dược, thiên địa thần quả trợ giúp lĩnh ngộ, tuy chỉ là trợ giúp, cũng không phải nhất định có thể thành công. Tự người đốn ngộ, nói không chắc liền để tu vi đình trệ mười mấy vạn năm xuất hiện tiến bộ. Tỷ như tả tướng, hiện tại hắn là đại năng tinh thần cảnh tiểu cực vị đỉnh cao, không có cơ duyên đặc thù, hắn có khả năng cả đời cũng không thể xông lên chung cực vị. Thiếu, chỉ là một tia lĩnh ngộ mà thôi, nhìn thấy lăng hàn đốn ngộ, ngay cả tả tướng cũng không nhịn được đố kỵ, nếu như mình cũng có thể đốn ngộ, nói không chắc 10 năm, trăm năm sau hắn chính là đại năng tinh thần cảnh trung cực vị. Đừng xem chỉ kém một cảnh giới nhỏ, nhưng vượt qua một bước này rất khó, sức chiến đấu tăng lên ít nhất 10 lần. Hắn không khỏi bật cười, lại sẽ đi đố kỵ một tiểu võ giả phá hư cảnh. Có điều, đốn ngộ quá sớm kỳ thực cũng không phải chuyện tốt, bởi vì ông trời chắc chắn sẽ không quá yêu ái một người, để ngươi luôn đốn ngộ. Nói như vậy, cho dù là thiên tài trong cuộc đời cũng chỉ gặp phải một hai lần đốn ngộ người cơ duyên nghịch thiên cũng nhiều lắm bốn năm lần bởi vậy thời cơ đốn ngộ xuất hiện ở thời điểm cảnh giới càng cao giá trị tự nhiên càng lớn hướng thừa duẫn không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc cùng đố kỵ tả tướng đại nhân lại ở một bên chờ lăng hàn tỉnh lại đây là đãi ngộ gì toàn bộ thiên hạ chỉ có một người có tư cách để tà tướng đại nhân chờ loạn tinh nữ hoàng hiện tại một phá hư cảnh nho nhỏ cũng có đãi ngộ như vậy há có thể không làm hướng thừa duẫn kinh ngạc, đố kỵ. Lần này đốn ngộ, kéo dài gần như một canh giờ. Lăng Hàn đột nhiên mở hai mắt, lộ ra vẻ chưa hết thòm thèm, hắn ở sáu pháp hợp nhất có bước tiến dài, chỉ là từ trong lĩnh ngộ tỉnh lại sớm một chút, không có đạt đến mức độ hoàn mỹ. Hắn tỉnh lại, mới ý thức hắn ngồi lĩnh ngộ không phải lúc, vội đứng lên, chỉ thấy tà tướng đang cười khanh khách nhìn hắn, hướng thừa duẫn thì vẻ mặt cứng đờ như gỗ, tỏa ra khí tức lạnh lùng khiến người ta kính sợ tránh xa tiểu tử đột nhiên có lĩnh ngộ, hồn nhiên quên tất cả, kính xin tả tướng đại nhân tha thứ. Lăng Hàn thi lễ nói, không sao cả, tả tướng vẫn hết sức rộng lượng, có thể lên địa vị cao như hắn, tu luyện tới cảnh giới như vậy, lại há là người bình thường. Hắn liếc mắt nhìn hướng thừa Duẫn nói, thừa Duẫn, người đi ra ngoài trước, hướng thừa Duẫn đầu tiên là ngẩn ra, sau đó hầu như không tin lỗ tai của mình. Tả tướng đại nhân lại còn có việc muốn gạt mình, hơn nữa, là muốn nói riêng với Lăng Hàn hắn vốn đã sản sinh đố kỵ với lăng hàn hiện tại tự nhiên thiêu đốt đến cực hạt nhưng hắn được sủng mà kiêu cũng không dám chống đối tả tướng chỉ có thể đáp ứng một tiếng xoay người rời đi nhưng ánh mắt đảo qua lăng hàn lại lộ ra tâm ý cực kỳ lạnh lẽo âm trầm lăng hàn không hiểu ra sao đây liền đắc tội hắn chờ hướng thừa duẫn rời đi tả tướng lại cầm lấy kéo sửa chữa bồn hoa hắn không mở miệng lăng hàn tự nhiên cũng không thể chủ động hỏi liền khoanh tay đứng thẳng ở một bên qua một hồi lâu tả tướng mới thả kéo xuống, thuận miệng hỏi. Gần đây Vi Vi đang giúp ngươi làm ăn, lời này, có thể nặng có thể nhẹ, nhẹ, vậy nở nụ cười liền qua, nhưng nghiêm trọng, ngươi để con gái tả tướng làm chân chạy thay ngươi, ngươi là thứ gì? Lăng Hàn trầm ngâm một hồi mới nói, xác thực, cùng tứ tiểu thư còn có quý tiểu thư làm chút kinh doanh, hai vị tiểu thư cũng chỉ là thấy đồ mới mẻ, chơi vui. Tả tướng cười ha ha nói, nhìn bộ dáng của cô nàng kia, không giống chỉ là vui đùa một chút, mà là nhiệt tình trùng thiên. Tứ tiểu thư làm chuyện gì cũng chăm chú, Lăng Hàn khen ngợi một câu, Tả tướng không khỏi cười to, biết rõ lời này của Lăng Hàn không thể tin, nhưng hắn thích nhất con gái nhỏ này, nghe xong vẫn mặt rồng vui vẻ. Hắn gật gù nói, hiếm thấy cô nàng này để tâm làm chút chuyện, bổn tướng cũng rất vui mừng. Trong lòng Lăng Hàn thở phào nhẹ nhõm, xem như đi qua, Tả tướng sẽ không truy cứu hắn lợi dụng lệ vi vi nữa. Ai, rõ ràng là hắn để lệ vi vi cùng nhau phát tài làm sao hiện tại thành là ân huệ của lệ vi vi. Tả tướng lần thứ hai cầm kéo lên, một bên cắt sửa, một bên hững hờ nói. Vi vi cũng gần như đến tuổi có thể lập gia đình, có điều, bổn tướng rất không yên lòng, sợ nàng tuổi trẻ, bị người lợi dụng. Trái tim của Lăng Hàn không khỏi đập oanh oanh oanh, tuy tả tướng không có nói rõ, nhưng rõ ràng là đang nói hắn. Xem ra, mấy ngày nay đi với lệ vi vi quá gần, để vị tả tướng này bất mãn. Mặc cho Lăng Hàn biểu hiện ra thiên phú yêu nghiệt cỡ nào, nhưng bây giờ cảnh giới của hắn quá thấp, nơi nào xứng với thiên kim của tả tướng phủ. Dù cho chỉ có một tia khả năng, tả tướng cũng muốn chặt đứt tính khả năng này. chương 945, tư định trung thân rồi. Có thể xứng với tứ tiểu thư, chỉ ít cũng phải là công tử của thế lực nhất nhị lưu. Lăng Hàn nói, đây cũng là một loại tỏ thái độ. Tả tướng rất hài lòng, người từ tiểu thế giới đến rất thông minh, chỉ cần hơi điểm nhẹ liền rõ ràng. Hắn dừng một chút nói, mỗi cách 10 năm, Tam Đại Hoàng Triều sẽ tiến hành một lần luận bàn, phân hai trận phá hư cảnh và sơn hà cảnh. Năm nay sẽ tiến hành luận bàn phá hư cảnh, mỗi một quốc tất ra 10 người, thay phiên thủ võ đài, ai có thể kiên trì đến cuối cùng, chính là thứ nhất. Hắn liếc nhìn Lăng Hàn, lại nói, người thay tả tướng phủ xuất chiến A, dựa vào, rõ ràng là muốn mình xuất lực, vì sao còn một bộ là mình được ban ân. Có điều, hiện tại hắn bị đánh nhãn mác của tả tướng phủ, vậy tả tướng muốn hắn làm việc, chẳng lẽ còn cần trưng cầu ý kiến của hắn hay sao? Phá hư cảnh nho nhỏ mà thôi. Vâng, Lăng Hàn gật đầu, có điều, việc này quan hệ đến thể điện của một quốc gia, ngay cả bổn tướng để danh cũng chưa chắc nhất định sẽ thông qua. Tà tướng lại nói, vì lẽ đó, người còn phải đánh bại người cạnh tranh khác mới có thể thu được vinh quang vì quốc gia xuất chiến. Vâng, Lăng Hàn nói, thầm nghĩ nếu như trợ giúp loạn tinh Hoàng Triều đoạt được thứ nhất, có thể được ngợi khen hay không? Nếu nói là thể diện của một quốc gia, vinh quang gì đó, vậy thu được thứ nhất ban thưởng sẽ không qua khó coi, có đúng hay không? Nghĩ như vậy, Lăng Hàn liền có động lực, đi thôi, tả tướng phất phất tay, Lăng Hàn ra hoa viên, chỉ thấy hướng thừa duẫn đang ở cửa chờ, thời điểm chứng kiến Lăng Hàn, trong ánh mắt không khỏi toát ra hàn mang, nhưng còn không chờ hắn mở miệng, liền chợt dùng mình, lộ ra vẻ nghiêm nghị. Vâng, hắn vội hướng không khí nói, quay người vào trong hoa viên. Hiển nhiên, hắn bị tả tướng triệu kiến, Lăng Hàn không khỏi lắc đầu, Kỳ thực hướng thừa dũng coi như là một thiên tài, hắn điều tra, thành tích của hướng thừa dũng ở học viện tương đối chói mắt, chỉ dùng chừng 700 năm thì đạt đến sơn hà cảnh đại cực vị, tự mình thoát khỏi học viện, đi theo tả tướng. Dựa vào tả tướng, hiện tại ngay cả cường giả nhật nguyệt cảnh cũng không dám sĩ diện ở trước mặt hướng thừa dũng, thoạt nhìn quả thực uy phong. Nhưng hắn ở trước mặt tả tướng lại như chó, bảo hắn về phía trước là quyết không dám về phía sau, cuộc sống như thế lại có ý nghĩa sao? Lăng Hàn tuyệt đối làm không được võ giả, trọng yếu nhất là tu luyện bản thân, đầu cơ luồn cúi trung quy không phải vương đạo. Lăng Hàn thầm nói, cũng không có ý đi khuyên hướng thừa dẫn, đường là mình chọn, người khác cần xen vào sao. Hắn về tới học viện, chuyên môn tu luyện sáu pháp hợp nhất của hắn. Trải qua cảm ngộ ở tả tướng phủ, hắn trên con đường này tiến tới một bước lớn, có nắm chắc trong vòng nửa năm để thăng lực lượng tới 20 tinh. Lại qua một ngày, trong học viện tuôn ra một tin tức kinh người. Lăng Hàn và Thủy Nhạn Ngọc tự định trung thân, đã kết thành vợ chồng. Tin tức truyền ra, có thể nói toàn bộ học viện đều sôi trào. Lăng Hàn là ai? Phần lớn người còn không tin tưởng, chỉ có rất ít người biết hắn là quán quân khóa này, thông qua tầng 8, tương lai có cơ hội trở thành thiên tài tứ tinh. Bất quá, Thủy Nhạn Ngọc tuyệt đối là một danh nhân. Đầu tiên, nàng ở 20 năm trước chính là một trong hoàng đô tuyệt sắc song su, chỉ là sau khi tiến nhập học viện, mới có thể bị hậu nhân giành lấy, dù sao thần giới không bao giờ thiếu mỹ nữ. Nhưng nếu bài danh mỹ nhân vạn năm qua, Thủy Nhạn Ngọc tuyệt đối có thể ổn ba vị trí đầu, thậm chí đoạt được thứ nhất cũng không ngoài ý liệu. Đẹp như thiên tiên, diễm như đào lý. Đây là một vư vật ngay cả khổ tu sĩ thấy cũng sẽ động tâm, nếu không thì làm sao có thể để Triệu Luân phát ra âm thanh, nhận định là chủ mẫu tương lai của Triệu gia chứ. Đúng, nguyên nhân làm cho danh tiếng của Thủy Nhạn Ngọc lớn hơn chính là Triệu Luân, con của Triệu Đại Tướng Quân, thiên tài hàng đầu trong lịch sử học viện. Ai cũng biết, Thủy Nhạn Ngọc là độc chiếm của hắn, nhưng bây giờ lại có người dám hoành đao đoạt ái. Ai a, à, lá gan cũng quá lớn đi, nhưng về sau, tất cả tư liệu của Lăng Hàn đều bị đào lên. Bắc phân viện chiêu sinh đoạt quán quân, thông qua tầng 8, biết luyện đan từ tiểu thế giới tới, đế chủ Khai Thiên, tư liệu cuối cùng rất kinh người, bởi vì ở trong mắt phần lớn người, Khai Thiên thuộc về truyền thuyết, ngay cả thần giới cũng rất ít người có thể đạt được phá hư 20 tinh, tiểu thế giới sao? đạt đến 15 tinh cũng không cơ hội, dù cho có quốc thế thêm vào cũng không thể phá tan ngưỡng cửa 20 tinh. Vậy làm sao khai thiên? Không đơn giản, từ tiểu thế giới xuất hiện cũng có thể đạt được chiến lực phá hư 20 tinh, thảo nào có thể đi qua tầng 8, xếp vào trong thiên tài đỉnh phong. Thế nhưng ở trước mặt triệu gia, đây hết thảy là hư vô. Lăng Hàn chỉ là đầu nhập vào môn hạ tà tướng mà thôi, trừ khi hắn là con của tà tướng, nếu không thì có tư cách cùng công tử của triệu đại tướng quân cạnh tranh nữ nhân sao rất nhiều người đều chờ xem Lang Hàn kết thúc như thế nào. Triệu Luân là công khai nói, đợi hắn tốt nghiệp học viện sẽ cưới Thủy Nhạn Ngọc vào cửa cũng được Thủy gia đồng ý. Đầu gỗ, đầu gỗ. Lệ Vi Vi thì hưng phấn chạy tới, ngươi thật đính hôn với Thủy Tỷ Tỷ. Lang Hàn nhìn nàng một cái, cái này còn không phải là bởi vì nàng sao? Hắn thản nhiên nói, phải thì như thế nào? Nhìn không ra a, à, dung mạo của ngươi cũng không đẹp trai, càng không biết nói ngọt cho nữ nhân hài lòng, dựa vào cái gì để Thủy Tỷ Tỷ ái mộ? Lệ Vi Vi nâng cầm lên, có vẻ rất khó hiểu. Coi như nhà hoàn nhà của ta cũng xem không nổi ngươi kỳ quái, lẽ nào thủy tỷ tỷ chúng ta? Lăng hàn không khỏi đầu đầy hắc tuyến. Tứ tiểu thư này nói thật đả thương người. Tuy ngươi là nữ nhi của tả tướng, nói như vậy cũng không có mấy người dám trở mặt với ngươi, nhưng tình thương thấp như vậy, lại có mấy người sẽ thật tình với ngươi a? À. Bất quá, ngươi muốn thảm a? À. Triệu Luân kia chẳng những bản thân là thiên tài võ đạo, hơn nữa hắn còn có ba người đi theo cái nào cũng là thiên tài trong thiên tài, tùy tiện phân phó một tiếng, thì có tiểu đệ đem ngươi. Nàng làm một cái động tác cắt cổ, chỉ vài ngày sau ngươi liền phơi thây đầu đường, lang hàn thở dài nói, ngươi không thể nói chút lời hữu ích sao, ngươi cầu bản tiểu thư A, lệ vi vi chống nạnh, chương 946, lễ vật của Triệu Luân. Tuy Triệu Luân rất lợi hại, nhưng bản tiểu thư không sợ hắn. Ngươi cầu đến bản tiểu thư hài lòng, bản tiểu thư cũng không phải là không thể bảo hộ ngươi. Vậy coi như thôi, ta không có hứng thú làm nô tài." Lăng Hàn kiên quyết cự tuyệt, Lệ Vi Vi vừa tức vừa buồn bực, cái đầu gỗ này, ngay cả nàng muốn đối nghịch với Triệu Luân cũng trải qua một phen đấu tranh tư tưởng, thực lực Triệu ra không thua Tả tướng phủ chút nào a. À. Hơn nữa, đạt tới độ cao như bọn họ, thái độ của tiểu bối xưa nay không khác đại biểu thái độ của tiền bối, vạn nhất có người truyền ra tin tức Tả tướng và Triệu đại tướng quân không hợp, đó không phải là cho hữu tướng cơ hội đả kích sao? Số đầu gỗ này cứ nhiên cự tuyệt nhanh như vậy, cô phụ hảo tâm của nàng, thực sự là tức chết nàng. Hư, quản ngươi chết sống, nàng quay người chạy ra ngoài, thần tình của Lăng Hàn lạnh nhạt, từ lúc hắn đáp ứng Thủy Nhạn Ngọc thì đã ngờ tới sẽ có kết quả gì. Nhưng tin tưởng cho dù là Triệu Luân cũng không dám công nhiên hành hung ở trong học viện, có chút quy củ là phải tuân thủ. Dù sao Triệu gia chỉ là tướng quân của loạn tinh Hoàng Triều, không phải Hoàng đế. Binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn, có gì phải sợ. Há, nhạn ngọc thật chính mồm thừa nhận dưới một thác nước một nam từ trẻ tuổi đứng chắp tay phía sau có ba hư ảnh núi sông rõ ràng là tồn tại sơn hà cảnh đại cực vị nhìn kỹ sơn hà của hắn không rõ ràng như thường nhân mà là có từng đạo quang mang màu đỏ chớp động tản ra khí tức kinh khủng vâng thiếu chủ phía sau hắn quỳ một thanh niên thần tình cung kính lại cuồng nhiệt phảng phất người trước mặt là chủ thần thanh niên đứng chắp tay chính là triệu luân mà thanh niên nửa quỳ là một thị vệ của hắn tên tạt tiêu hắn hướng triệu luân bẩm báo sự tình thủy nhạn ngọc và lăng hàn tự định trung thân hắn rất phẫn nộ thủy nhạn ngọc có thể được thiếu chủ của bọn họ xem trọng đó là phúc phận mà đối phương đã tu luyện mấy đời nhưng đối phương lãnh đạm với thiếu chủ không nói hiện tại còn đeo nón xanh cho thiếu chủ quả thực nên chết một trăm lần triệu luân cười ha ha lắc đầu nói thực sự là liều lĩnh xem ra ta cho nàng quá nhiều tự do a à? đúng rồi người kia tên gì lăng hàn tả tiêu vội vàng nói người đem thứ này cho hắn nếu như hắn ngoan ngoãn tiếp thu thì tạm tha hắn một mạng triệu luân thuận tay ném ra một vật ánh mắt của tả tiêu đảo qua không khỏi cười nhạt nói tuân mệnh thiếu chủ lăng hàn đi ra đây lăng hàn đang tu luyện lại nghe một tiếng quát to vang lên hắn đi ra sân mở cửa nhìn một chút bên ngoài đang đứng hai thanh niên tu vi đều là phá hư cảnh nhưng không quen biết bất cứ ai cũng không phải người tiến nhập bắc phân viện lần này mà là giới trước cũng có thể là giới trước trước nữa có gì chỉ giáo lang hàn bất động thanh sắc tuy hắn đã đoán được vài phần đó là vương uyển sư huynh còn có trương thanh sư huynh đều là thủ hạ của triệu luân sư huynh phi bọn họ xứng sao bọn họ là thủ hạ trong thủ hạ của triệu luân sư huynh kém không biết bao nhiêu bất quá bọn họ xuất hiện lúc này nhất định là đại biểu triệu sư huynh đúng thế lại dám đoạt nữ nhân với triệu sư huynh triệu sư huynh không có phản ứng mới lạ cửa mở hiện ra từng người rất nhiều người cười nhạt nhìn có chút hả hê đây là tự nhiên lang hàn chẳng những là quán quân lần này lại còn câu được thủy nhạn ngọc thủy sư tỷ đây chính là tuyệt đại vưu vật người nào không đỏ mắt lang hàn nghe vào trong tai trong lòng a một cái hắn biết triệu luân tất nhiên sẽ có hành động nhưng đối phương hiển nhiên không có để hắn vào mắt chỉ phái ra hai phá hư cảnh tới muốn động võ sao vương uyển cười nhạt người từ tiểu thế giới tới này thực không biết mùi vị cho rằng khai thiên thì có tư cách hoành hành ở thần giới sao hôm nay sẽ dạy hắn đối nhân xử thế chúng ta phụng lệnh của triệu luân triệu sư huynh đến, đưa một kiện lễ vật. Hắn nói, người xung quanh vừa nghe, đều buồn bực, triệu luân là cái gân nào đáp sai, người ta đã đoạt nữ nhân của ngươi, ngươi còn tặng lệ cho người ta. Trong lòng lăng hàn bình tĩnh nói, há, lễ vật gì? Vương Uyển cùng Trương Thanh liếc nhau, Vương Uyển lấy ra một hộp gấm, đóng gói tinh mỹ nhưng không lớn. Hắn nâng hộp ở trong lòng bàn tay nói, còn không mau quỳ tiếp, quỳ tiếp, lăng hàn cười ha ha. Ngươi bị thần kinh sao? Đại lễ của triệu sư huynh, ngươi dám không quỳ tiếp cảm tạ. Trương Thanh lành lạnh nói, Lăng Hàn phất phất tay nói, nếu như vậy, lấy món lễ vật này về đi, ta không chịu nổi. Vương Uyển hư một tiếng nói, triệu sư huynh đưa lễ vật, há có đạo lý thu hồi. Tốt, ngươi không quỳ tiếp tùy ngươi, cầm đi đi. Hắn nhìn Trương Thanh gật đầu, Trương Thanh hội ý, bắt đầu mở hộp gấm ra. Mọi người đều hiếu kỳ, đến tột cùng triệu luân sẽ tiến lễ vật gì cho Lăng Hàn đây bọn họ đều không cho rằng chơi hiệu luân là người dễ nói chuyện, tương phản, vị thiên tài này lên mặt nạt người, nổi danh tàn nhẫn. Mọi người chú mục, Trương Thanh mở hộp gấm, hiện ra đồ đạc trong hộp. Tức thì, toàn trường lặng ngắt như tờ, đặt ở trong hộp gấm, là một vòng cổ cho chó. Ý tứ này quá rõ ràng, Triệu Luân muốn thu lăng hàn thành chó, thu ở bên người sai bảo. khinh miệt, làm nhục, ở trong mắt ta, ngươi chỉ là một con chó mà thôi. Lăng Hàn, triệu sư huynh nói, ngươi thu lễ vật này, tạm tha ngươi một mạng. Vương Uyển cười nói, khuôn mặt ngạo nghễ, xoát, ánh mắt của mọi người lập tức nhìn Lăng Hàn. Thu món lễ vật này, đó chính là nô tài của Triệu Luân, không thu, cái kia chính là một chữ chết. Triệu Luân nói, ai dám cho là một câu vui đùa. Trừ khi Lăng Hàn luôn tránh ở trong học viện, nếu không con của Triệu Đại tướng quân muốn giết phá hư cảnh còn không đơn giản. Làm sao bây giờ, mặc kệ tiếp hay không tiếp món lễ vật này, Lăng Hàn cũng xong đời. Hết cách rồi, thời điểm Lăng Hàn và Thủy Nhạn Ngọc ở chung với nhau, vận mệnh của hắn liền đã định trước. Trong mắt Lăng Hàn hiện ra lửa giận, nhưng sắc mặt bình tĩnh đến đáng sợ, hắn nhìn cái vòng kia, sải bước đi qua. Muốn thu sao, cũng phải, so với tính mệnh, tôn nghiêm lại coi là gì chứ. Hơn nữa, làm cầu cho Triệu Luân, rất nhiều người cầu còn không được, chỉ là Triệu Luân căn bản không để mắt. chương 947, thu hoạch ngoài ý liệu thưởng. Vương Uyển và Trương Thanh thì nhếch miệng, lộ ra biểu tình quả nhiên như vậy có ai không sợ chết chứ? Lăng Hàn vươn tay, cầm cái vòng lên, chợt ra sức, ba, cái vòng này thì bị hắn bẻ gãy. Hắn thuận tay ném trên đất, thản nhiên nói, truyền cáo cho Triệu Luân, hảo ý tâm lính, vô phúc tiêu thụ. Ba, vòng cổ chó rơi trên đất, phát ra tiếng kêu thanh thúy. Toàn trường lần nữa lặng ngắt như tờ, Lăng Hàn đây là muốn đối nghịch với Triệu Luân, hắn từ đâu tới dũng khí, ở đâu ra tự tin. Triệu Luân A, con trai độc nhất của Triệu Đại Tướng Quân, cường giả sơn hà cảnh đại cực vị có người nói bản thân là thiên tài tam tinh người lấy tư cách gì đối kháng lớn mật dám hư hao lễ vật của triệu sư huynh người có biết phạm vào tội lớn bực nào không vương uyển lớn tiếng quát lên ánh mắt của lăng hàn lạnh lùng nói cầm vật như vậy tới nhục nhã ta chẳng lẽ còn không đập hai người các ngươi lập tức cút cho ta đừng để ta nhìn mà tâm phiền ngươi đã là một người chết còn dám kiêu ngạo vương uyển lãnh đạm nói ba lăng hàn đưa tay một bà liền hắn sách lên, lấy thực lực của hắn bây giờ, chiến lược ở dưới 20 tinh tự nhiên không phải đối thủ của hắn. Hắn nắm cổ của Vương Uyển, lạnh lùng nói, nếu ta đã là một người chết, cũng không ngại kéo mấy người chôn cùng. Vương Uyển sợ đến cả người dựng đứng lông mau, hắn không muốn vì triệu luân dâng ra sinh mạng chút nào a. À. Hắn và Lăng Hàn lại không thù không oán, nếu chết, chẳng phải là thua thiệt lớn sao. Không không không, đừng giết ta, hắn run rẩy nói, người nhát gan, Lăng Hàn thuận tay ném một cái, ném Vương Uyển ra ngoài. Trong học viện cho phép luận bàn, nhưng tuyệt không cho phép trí tử tàn phế, xưa nay Lăng Hàn không cảm giác mình là một người chết, đương nhiên sẽ không vì một tiểu nhân vật mà ném mình vào. Cút, hắn quát lên, Vương Uyển và Trương Thanh vội vã bỏ chạy, thực lực của bọn họ không yếu, nhưng ở trong phá hư cảnh há có người là đối thủ của Lăng Hàn. Các người còn quên một vật, Lăng Hàn nhấc chân, hưu, đá cái vòng kia tới. Vương Uyển chờ tay nắm bắt, chân lại không dám ngừng bỏ chạy mất dạng mọi người nhìn trong mắt chỉ cảm thấy tuy lăng hàn ngang ngược một hồi nhưng sau đó thì sao mặc dù học viện có quy định học sinh cao giai không thể xuất thủ với học sinh đê giai nhưng lăng hàn không thể vĩnh viễn là phá hư cảnh một ngày nào đó hắn dảo bước tiến lên sơn hà cảnh tiểu cực vị vậy tiểu cực vị đỉnh phong liền có thể khiêu chiến hắn ngươi là thiên tài tứ tinh không sai nhưng học viện đồng dạng không thiếu thiên tài tam tinh thiên tài nhị tinh như cũng có thể sửa chữa cho ngươi thống khổ hơn nữa, người có thể vĩnh viễn ở trong học viện sao? Mọi người đều lắc đầu, hiển nhiên, thời gian của Lăng Hàn không nhiều lắm rồi. La ra, La Hồng Đạo gọi La Bá đến, nói, người đã luyện hóa xong khắp huyết thạch. Vâng, gia chủ đại nhân, La Bá tràn đầy tự tin, bây giờ chiến lực của hắn cao tới 21 tinh, cho hắn hiện lên cảm giác bành trướng mãnh liệt. Dân đen kia kết tử thù với Triệu Luân, đã định trước không còn sống lâu nữa. La Hồng Đạo nói, người lập tức đi khiêu chiến dân đen kia, nếu không hắn chết ở trong tay triệu luân sỉ nhục của ngươi liền không có cơ hội tẩy sạch hơn nữa thay triệu luân giết dân đen kia nói không chừng chúng ta có thể leo lên đại thụ của triệu đại tướng quân vâng gia chủ đại nhân la bá cười nhạt hắn rất khẩn cấp muốn giết chết lăng hàn ở ngày thứ hai triệu luân tống suốt lễ vật là phách liền phát chiến thiếp muốn cùng lăng hàn quyết nhất tử chiến không phải luận bàn thông thường mà là sinh tử đấu ở xích thiên học viện nếu như cảnh giới võ đạo song phương như nhau tỷ như đều là sơn hà cảnh tiểu cực vị hoặc phá hư cảnh như vậy tùy thời tùy chỗ đều có thể luận bàn chỉ cần một phương muốn chiến căn bản không cần bên kia đồng ý nhưng luận bàn như vậy không thể trí tử tàn phế bằng không học viện sẽ truy cứu còn muốn tử chiến nhất định phải ước chiến công khai được đối phương đồng ý tiếp đó mới có thể bắt đầu nói như vậy vô luận cuối cùng là kết quả gì ai cũng không cần phụ trách bất quá nhiều năm như vậy số lần sinh tử chiến là rất ít ỏi tử chiến người trong học viện đều kinh ngạc, tuy không có mấy người để mắt võ giả từ tiểu thế giới đến, nhưng Lăng Hàn bất đồng, người ta là đế vương khai thiên mà đến, ý vị thực lực của hắn mạnh tới 20 tinh. Mà La Phách hẳn càng rõ ràng thực lực của Lăng Hàn, trước đây bị đối phương tát hai cái mà không thể phản kháng, nhưng bây giờ lại đưa ra tử chiến với Lăng Hàn, chúng ta sao? Lẽ nào thực lực của La Phách đại tiến, tự nhận có thể hơn Lăng Hàn? Hiện tại La Phách đã ra chiêu, chỉ xem Lăng Hàn có tiếp hay không. Lăng Hàn trả lời rất thẳng thắn, trả thù lao liền đánh, lệ phí di chuyển 10 khối chân nguyên thạch, mà thắng thì phải trả 100 khối, trước ký hiệp nghị lại đánh. Quả nhiên, người này một chút cũng không có thay đổi. Biết được Lăng Hàn đáp lại, tất cả mọi người đều cảm thấy buồn cười. Rõ ràng đã có kình địch như Triệu Luân, nhưng vẫn không bị ảnh hưởng, đầu óc người này làm bằng cái gì a, à, cũng quá thô đi. Lúc này La Phách trả lời rất nhanh, đồng ý điều kiện của Lăng Hàn. Song phương ước định, 3 ngày sau đánh một trận. Lăng Hàn có thể khẳng định, là Phách nhất định là thực lực đại tiến, mới dám quyết tử chiến với hắn, bằng không không có khả năng vừa đưa chân nguyên thạch lại toi mạng, trên đời nào có người tốt như vậy. Nhưng hắn không sợ, trừ hắn ra, bất luận kẻ nào cũng không biết bây giờ chiến lực của hắn đã tới mức nào. Lực lượng, 17 tinh, chiến lực 25 tinh, phá hư cảnh một tinh tức một thiên địa, mà từ 20 tinh bắt đầu, để thăng chiến lực trở nên khó khăn không gì sánh được, cũng ý nghĩa mỗi để thăng một tinh chiến lực tranh lệch cũng lớn không gì sánh được. La Phách có thể ở trong mấy ngày ngắn ngủi sông lên 20 tinh, lại vượt qua 5 tinh. Này ai tin A, à? lang Hàn sinh hoạt không có bất kỳ thay đổi, hắn hết sức tò mò với lão nhân tóc trắng ở thư các, trước hắn cũng tìm người hỏi thăm qua, nhưng không người biết lai lịch của vị từ lão đầu kia, chỉ biết ở trước đây thật lâu hắn liền trông thư các, mỗi lần nhìn hắn đều là một bộ sắp chết, nhưng lại sống rất lâu, kỳ quái không gì sánh được. Chương 948, thu hoạch ngoài ý liệu hạ, hắn đi tới thư các, chỉ thấy từ lão đầu còn như lần trước, ngủ gà ngủ gật. Hắn thi lễ một cái nói, gặp qua tiền bối, từ lão đầu nhìn hắn, ánh mắt đột nhiên lóe sáng, tiếp đó lại ẩn xuống, ho khan một chút nói. Thiếu nhỉ yên, ngươi luyện thành sáu pháp quy nhất, lăng hàn cả kinh, bật thốt lên, làm sao tiền bối biết, ha ha, nếu không như vậy, lực lượng của ngươi làm sao có thể ở trong một tháng ngắn ngủi cường đại lên một mảng lớn. Từ lão đầu hỏi ngược lại, lão đầu có thể nhìn ra lực lượng cụ thể của mình sao? Lăng Hàn gật đầu nói, tiền bối quả nhiên nhãn lực cao minh, vãn bối bội phục. Từ lão đầu cười ha hả nói, bất quá tiểu tử, tình cảnh của ngươi không ổn nha. Lăng Hàn cũng cười cười nói, không có cách nào, vãn bối còn chịu được. Từ lão đầu nhìn chầm chầm Lăng Hàn, qua một hồi lâu mới nói. Lão nhân có một môn pháp thuật không tính quá lợi hại, người có hứng thú học hay không? Lão nhân này tuyệt đối là cường giả, hắn nói không coi là quá lợi hại, vậy khẳng định là khiêm tốn. Lang Hàn vội vàng nói, xin tiền bối chỉ giáo, từ lão đầu nhắm hai mắt lại, như chớp mắt, thời điểm Lang Hàn cho là hắn muốn ngủ, hắn mới đột nhiên mở miệng nói. Môn bí thuật này tên là thất sát chấn hồn thuật, lấy lực lượng thần hồn trùng kích đối thủ, có thể làm cho đối phương rơi vào trong mê mang ngắn ngủi. Thần hồn của người càng cường đại, càng kiên cố, như vậy có thể tạo thành ảnh hưởng lại càng lớn. Lăng Hàn vui mừng không thôi, thần hồn của hắn rất cường đại, cũng rất kiên cố, nhưng không có kỹ xảo nào có thể để thần hồn phát huy ra hiệu quả. Ở dưới tác dụng của luân hồi trà, thần hồn của hắn vượt xa phá hư tầng 9 thông thường, mà hắn lại tu luyện bất diệt thiên kinh tầng thứ hai, thần hồn cũng càng ngày càng kiên cố. Nếu hắn học được thất sát chấn hồn thuật mà nói, dưới không phòng bị, ngay cả sơn hà cảnh cũng có thể trúng chiêu, bị hắn làm mê mang. Mà hiệu quả lớn nhất là cái gì? Trong nháy mắt tê dại, mặc kệ thời gian ngắn bao nhiêu, nhất định sẽ rơi vào trạng thái vô ý thức vậy hắn có thể thu đối phương vào trong hắc tháp vào hắc tháp vậy hắn có thể chúa tể tất cả ngươi nói lăng hàn có thể không kinh hỉ sao bất quá tiền bối ta không có ý bái sư lăng hàn nói từ lão đầu cười cười nói chỉ là thuật pháp không vào mắt mà thôi coi như lão nhân nhìn ngươi thuận mắt dạy cho ngươi tạ ơn tiền bối lăng hàn nghiêm nghị nói dừng một chút hắn lại nói Ngày khác nếu vãn bối có địa phương giúp được nhất định sẽ không chối từ. Từ lão đầu cười ha hả, gật đầu nói, tốt, có khi ngày nào đó người thật có thể giúp lão nhân A. À. Lăng Hàn biết, trên đời không có vô duyên vô cớ hận, cũng không có vô duyên vô cớ yêu, muốn nói đối phương yêu tài mới truyền thụ cho hắn môn thất sát chấn hồn thuật này, Lăng Hàn sẽ không tin, dù sao mới chỉ thấy qua hai lần mà thôi. Nhưng môn bí pháp này nghe rất thích hợp hắn, để hắn cự tuyệt không được. Người qua đây, từ lão đầu nhìn Lăng Hàn gật đầu, Lăng Hàn đi tới, từ lão đầu đưa ngón tay ra, đầu ngón tay có một đoàn bạch quang chấp động, nhấn về chán của hắn. Đây là rất nguy hiểm, nếu như từ lão đầu mang theo sát ý, nhẹ nhàng nhấn một cái, Lăng Hàn ngay cả cơ hội trốn vào hắc tháp cũng không có, trực tiếp hồn phi phách tán. Lang Hàn chọn tin tưởng, bởi vậy, hắn ổn lập như núi. Ngón tay của từ lão đầu nhấn đến, ông, trong đầu Lăng Hàn cuồn cuộn lên vô số tự phù, mỗi một chữ đều cực kỳ phức tạp, không thể lấy ngôn ngữ để diễn tả, để giải thích, như một bộ phận của thiên địa đại đạo là một loại quy tắc chỉ có thể hiểu mà không cách nào dạy bằng lời lăng hàn ngồi xuống không nhịn được đi lục lọi tìm tòi mỗi khi có một chút tiến bộ hắn đều vui không tự kìm hãm được nhưng ngay lúc hắn nhập thần vai lại bị vỗ một cái cắt đứt suy nghĩ của hắn hắn mở mắt ra chỉ thấy từ lão đầu cười cười với hắn nói Người đã minh tưởng ba ngày ngày hôm nay hẳn có một ước hội a à. lăng hàn cả kinh đã đi qua ba ngày làm sao cảm giác tựa như chỉ trong nháy mắt. Hắn gật đầu, nói, tạ ơn tiền bối, ngày khác sẽ tới bái phỏng. Đi thôi, từ lão đầu phất phất tay, Lăng Hàn vừa đi về phía thiên phong sơn, vừa dư vị thất sát chấn hồn thuật, mỗi qua một lát cũng làm cho hắn cảm thụ sâu một ít, không khỏi hưng phấn, hận không thể lập tức xoay người lại, hảo hảo suy tính môn bí pháp này một chút. Thất sát, chấn hồn, đây thật ra là bí pháp có hai giai đoạn. Tiểu thành là chấn hồn, lấy thần niệm đi oanh kích đối thủ, làm cho ý thức của đối phương tê liệt, này ở trong chiến đấu cơ hồ là chí mạng. Nếu như hai người thực lực tương đương, thậm chí, thực lực của ta còn yếu hơn, nhưng ta đánh ra thất sát chấn hồn thuật, để ngươi tê liệt một chút, sau đó cho một kiếm, thì có khả năng trực tiếp định thắng cục. Bất quá, thực lực sai biệt quá lớn, thì còn chưa kịp xuất kiếm đối phương đã tỉnh lại. Không có biện pháp, đây chỉ là vũ khí, không phải thần thông nghịch thiên, có thể cho ngươi không nhìn cảnh giới võ đạo. Nhưng sau khi đại thành, trực tiếp giết hồn diệt phách, thất sát tổng cộng phân 7 tầng, một tầng lợi hại hơn một tầng, nhưng mà, đối với thần hồn bản thân cũng có yêu cầu cực cao, nếu không thể chui luyện thần hồn bản thân kiên cố không gì sánh được, thì làm sao phong, chém thần hồn của người khác. Sau khi tu thành võ đạo chi tâm, liền có năng lực chém thần hồn của đối phương, bất quá đây có hiệu quả tốt nhất với tạp vật, tỉ như thi binh, nhưng đối với sinh linh bình thường. Võ đạo chi tâm càng nhiều hơn chính là một loại đánh giá, biểu hiện ở trên đả thương địch thủ không quá rõ ràng. Môn bí thuật này có khả năng chính là từ võ đạo chi tâm diễn biến ra, tiến thêm một bước khai phát tác dụng của thần hồn. Vừa đi vừa nghĩ, hắn đi tới dưới Thiên Phong Sơn. Đây là một trong ba ngọn núi của học viện, ở giữa sườn núi có một bình đài, là nơi tiến hành so tài, nền đá cũng trải qua gia cố, ngay cả sơn hà cảnh đại viên mãn cũng rất khó phá hư. Bằng không đánh xong một trận lại tu bổ, này có phiền hay không? Lăng Hàn tới, thấy Lăng Hàn từ chân núi đi tới, tất cả mọi người hưng phấn kêu lên sinh tử đấu, ở trong lịch sử học viện rất ít xuất hiện. Mà học sinh nơi này đều trẻ tuổi, khả năng trước kia một mực vùi đầu khổ tu, thậm chí ngay cả một lần kinh nghiệm thực chiến cũng không có, vì vậy đối với chảy máu, mất mạng có chờ đợi không rõ. chương 949, La Phách trở nên mạnh mẽ. Con đường võ đạo, cuối cùng là phải nương theo tiên huyết cùng sát lục, không có khả năng ở trong nhà ấm cả đời. Tất cả mọi người nhìn lăng hàn, người kia tuyệt đối là nhân vật truyền kỳ, tuy tiến vào học viện mới chỉ một tháng, nhưng tin tức về hắn có bao nhiêu. Đế hoàng khai thiên, trường quất la phách, xảo trá la Gia, trộm nữ thần thủy nhạn ngọc của học viện, dẫn đến mọi người ước ao đố kỵ hận, càng chọc tới triệu luân, để hắn hạ thông cáo tử vong. Tân sinh nào có thể làm được oanh oanh liệt liệt như vậy? Hắc hắc, đế hoàng khai thiên, chiến lược tất nhiên đạt tới 20 tinh. Trên một cây đại thụ, đứng thẳng một thanh niên hoàng bào, hai tay chắp sau lưng, trên mặt có ngạo sắc mãnh liệt. Diệp đại ca, người sợ sao? Ngươi là cao thủ thứ nhất trong phá hư cảnh của đông phân viện chúng ta, hình như 10 năm trước cũng đã đạt đến chiến lực 20 tinh đi. Bên cạnh hắn đứng một người trẻ tuổi khác, y phục xanh biếc, từ đầu xanh đến chân, thậm chí trên đầu còn cắm sừng, khóe miệng có hai tròm ria, dáng vẻ rất hoạt kê. Thanh niên hoàng bào lộ ra biểu tình ngạo nghễ nói, Tuấn Nhân, ngươi luôn không chịu chuyên tâm tu luyện, bằng không bây giờ chiến lực của ngươi khẳng định đã đạt đến 20 tinh, sao có thể 19 tinh cũng không thể tới như hiện tại chứ. Hắc hắc, Người biết ta, chỉ thích lưu luyến bụi hoa. Nam tử lục y cười nói, người hoàng bào gọi Diệp Thừa Vận, chính là cao thủ thứ nhất trong phá hư cảnh của Đông Việt, mà Nam tử lục y gọi Mạc Tuấn Nhân, là bạn tốt của Diệp Thừa Vận. Đại nhân của hai nhà quan hệ cũng tâm đầu ý hợp, bởi vậy bọn họ từ nhỏ đến lớn như hình với bóng vậy. Diệp đại ca, người chậm chạp không có trùng kích sơn hà cảnh, nhất định là muốn ở trong vòng trăm năm tu luyện phá hư cảnh tới hoàn mỹ, bây giờ chiến lược lại đạt tới bao nhiêu tinh có 21 tinh không, Mạc Tuấn Nhân suy đoán, Diệp Thừa Vận cười ha ha nói, nếu Lăng Hàn kia rất mạnh mà nói, người có cơ hội thấy ta xuất thủ. Diệp Đại ca, người lại muốn khiêu chiến người từ tiểu thế giới đến kia. Mạc Tuấn Nhân hết sức kinh ngạc, quá nhiều năm không có xuất thủ, sợ bị người lãng quên. Di, ánh mắt của Diệp Thừa Vận nhìn về phía La Phách, hắn không khỏi dùng mình, La Phách này không đơn giản, xem ra thực lực rất có tinh tiến, đột phá cực hạn 20 tinh. Cái gì mà Tuấn Nhân khiếp sợ, ở phần lớn người xem ra, chiến lực 20 tinh là cực hạn của phá hư cảnh. Hắn có thể tiếp thu Diệp Thừa Vận đột phá 20 tinh, đó là bởi vì hắn quá hiểu Diệp Thừa Vận, nhưng bây giờ lại chạy ra một người chiến lực trên 20 tinh, tự nhiên làm hắn vô cùng khiếp sợ. Hắn chắc là luyện hóa bảo vật gì, kỳ thực bản thân không có chiến lực 20 tinh, tựa như có một thần khí gia trì, nâng chiến lực của hắn lên 20 tinh. Diệp Thừa Vận suy đoán, nhãn lực của hắn rất cao minh, tình huống của la phách quả thực như hắn nói huyết khớp thạch không phải tăng lên lực lượng bản thân của la phách mà ở thời điểm đối phương chém ra công kích tiến hành gia trì bất quá cả hai hiệu quả lại giống nhau ta ngứa tay diệp thừa vận cười ha ha thả người nhảy ra hiu 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 chỉ mấy cái lên xuống liền xuất hiện ở trước người la phách đánh ra một quyền quát dẹp đường la phách đến chúng ta đánh mấy chiêu ở trong học viện chỉ cần cảnh giới tương đương luận bàn là có thể tùy thời chỉ cần không chết hay tàn phế là được Ai có thể nghĩ tới, Diệp Thừa Vận cư nhiên sẽ vào lúc này xuất thủ. La Phách không khỏi hừ một tiếng, hắn không kịp chờ đợi muốn đánh bại Lăng Hàn, đánh cho đối phương hấp hối, ở trước mặt mọi người vứt sạch mặt mũi, lúc này mới kết thúc tính mạng của đối phương. Bây giờ bị Diệp Thừa Vận quấy rối như thế, có thể thấy được tâm tình của hắn tự nhiên rất khó chịu. Muốn ăn đòn, hắn lạnh lùng nói, huy trưởng nghênh đón Diệp Thừa Vận. Hô, trường phong gào thét, lúc hắn chém ra một trường, lại có thân ảnh của một sinh linh cường đại hiện lên, hình như chim, đỏ như một đoàn lửa, sáu chân bốn cánh, không có mắt mũi miệng, bởi vì có một đôi cánh mọc ở trên mặt. Này không thể nghi ngờ là rất quái lạ, nhưng quái điều kia lại không cho người cảm giác buồn cười chút nào, chỉ có thần uy vô tận. Đế Giang, có người dung giọng nói, tại thần giới, có thể được xưng thần thú, cũng không phải nhảy vào sơn hà cảnh là được, mà phải đạt đến sáng thế cảnh. Một kích chém ra, lại có hư ảnh thần thú xuất hiện, đây là khái niệm gì? Diệp Thừa Vận cũng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cười ha ha nói: Ngươi luyện hóa huyết khắp thạch a, à, cho nên mới ở trong công kích có hình ảnh chủ nhân của thần huyết hiện lên. Bất quá này dù sao chỉ là một hư ảnh mà thôi, muốn chân áp ta không đủ. Hắn hét lớn một tiếng, cả người có kim quang diệu động, vóc người thêm ra ba thước, hùng tráng đến kinh người. Oanh, hắn dương động song quyền đánh về phía La Phách. Ai có thể nghĩ tới hai vị chính chủ còn chưa đánh? nửa đường đã tuôn ra một trình rào kim oanh la phách và diệp thừa vận đối oanh một tia sáng chói mắt bạo phát như vũ trụ bạo tạc cơn lốc cuồn cuộn nổi lên quét tới bốn phương tám hướng đây là va chạm siêu việt chiến lực phá hư hai mươi tinh ở thần giới nhấc lên một chút bọt sóng đăng 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 hai người đều lui về phía sau không nhiều không ít đều lui mười một bước một kích này hai người cân sức ngang tài cái gì la phách lại trở nên mạnh như thế đây chính là đông viện diệp thừa vận Phá hư cảnh đệ nhất nhân. Nghe nói từ nhiều năm trước hắn đã đạt tới phá hư 20 tinh, nhưng vẫn không trùng kích sơn hà cảnh, hiển nhiên là muốn đi xa hơn ở phá hư cảnh. Nói không chừng, bây giờ chiến lực của hắn đã vượt lên 20 tinh. Tất cả mọi người kinh hô, Diệp thừa vận cường đại ở trong ý liệu của mọi người, dù sao cũng là phá hư cảnh đệ nhất nhân của Đông Việt, ở hơn 40 năm trước là cường giả trẻ tuổi hoàng đô, tựa như La Phách lần này. Nhưng tu luyện nhiều hơn 40 năm, lại không thể áp chế La Phách. Quá kinh người, Thảo nào La Phách dám phát sinh tử chiến với Lăng Hàn, thực lực của hắn lại ở trong mấy ngày ngắn ngủi tăng lên vài lần, không, thậm chí mười mấy lần. Ha ha, quả nhiên, chiến lực phá hư 21 tinh. Diệp Thừa vận cười to, lập tức bắn người ra, oanh về phía La Phách. Thình thịch, thình thịch, hai người lại đối oanh hai cái, vẫn bất phân thắng phụ. Chương 950, một cái tát đập chết. Đủ chưa? La Phách lạnh lùng nói, mục tiêu của hắn là Lăng Hàn. Mới ba chiêu a? Diệp Thừa Vận chưa hết thòm thèm nói: "Được rồi, chờ ngươi đánh xong, chúng ta còn có thể luận bàn thêm một chút." Hắn cảm giác mình gặp một bình cảnh, đã vô địch trong phá hư cảnh, không thể có đề thăng nữa. Nhưng La Phách cư nhiên cũng đã tới phá hư 21 tinh, làm hắn thấy được một đường hy vọng, không ngừng chiến đấu với đối phương, nói không chừng hắn có thể đột phá gông cùng xiềng xiếc. Tuy trong lòng La Phách cực kỳ khó chịu, nhưng cũng biết Diệp Thừa Vận là một kình địch, hai người có thể phải đánh mấy ngày mấy đêm mới có thể phân ra thắng bại hiện tại làm sao có thời giờ lãng phí. Hắn không kịp chờ đợi muốn đánh bại, giết chết Lăng Hàn. Hắn bước nhanh, đi tới quảng trường trên sườn núi, nhìn Lăng Hàn đang nhắm mắt dưỡng thần, cười lạnh nói. Thật không nghĩ tới, ngươi lại dám tiếp chiến. Nếu không phải trước đánh một trận với Diệp Thừa Vận, mọi người nhất định sẽ nói là phách sóng giặc, người ta là đế vương khai thiên đến, tuyệt đối là chiến lược phá hư 20 tinh. Nếu còn có quốc thế gia trì mà nói, đột phá 20 tinh dễ dàng. Nhưng bây giờ mọi người đều biết, thực lực của La Phách đạt tới phá hư 21 tinh. Dù phần thực lực này không phải của chính hắn, là luyện hóa một khối huyết khớp thạch, nhưng cũng không thể cải biến hôm nay hắn rất cường đại. Lăng Hàn, còn dám tiếp chiến sao? Sinh tử chiến không nhất định phải phân ra sinh tử, hoàn toàn có thể nửa đường ngừng chiến. Sinh tử sinh tử, ý tứ là vạn nhất phân ra sinh tử, bên nào cũng không cần phụ trách mà thôi. Lăng Hàn đang suy tư ảo diệu của thất sát chấn hồn thuật, ở trong mắt người khác, là phách cường đại đến thậm chí làm cho người không có lực phản kháng, nhưng với hắn, 21 tinh thì như thế nào, tiện tay một tát liền đập chết, cần quan tâm sao? Hắn bị cắt đứt suy tư, tâm tình tự nhiên sẽ không tốt, trên mặt lập tức lạnh lùng. Người khác không biết, còn tưởng rằng Lăng Hàn sợ, đều âm thầm gật đầu, thầm nghĩ trận này có khả năng không đánh được. Lăng Hàn đưa tay ra nói, "Lệ phí di chuyển của ta đâu? Phốc, nhất thời có rất nhiều người phun ra, ngươi thật đúng là đòi tiền không cần mạng sao?" không thấy La Phách lợi hại giường nào sao. La Phách cũng cười ha ha, tiện tay vẫy ra 10 khối chân nguyên thạch, lãnh đạm nói. Cái này dùng để ăn bài hậu sự cho ngươi. Ai, gõ la ra 2.000 chân nguyên thạch, 10 khối chân nguyên thạch này tựa hồ thoáng cái mất đi lực hấp dẫn. Bất quá, con kiến nhỏ nữa cũng là thịt, không nên chê a à, tiền. Loại vật này nhiều hơn nữa cũng không chê nhiều. Lăng Hàn thu chân nguyên thạch nói, còn 100 khối nữa, ngươi còn có thể thắng ta sao? La Phách nhất thời tức điên, Lăng Hàn cười hắc hắc nói, quy củ chính là quy củ, không nên nói nhảm nhiều như vậy. Người tới cùng có cho hay không, không đánh ta về nhà ngủ. Đánh, La Phách cắn răng, lại vung tay lên, lấy ra một trăm chân nguyên thạch. Lúc này Lăng Hàn cũng không có đi thu, dù sao còn không có thắng, bất quá, đây chỉ là vấn đề thời gian. Có thể đánh chưa, La là Phách lành lạnh nói, sát cơ như sôi trào, lúc này người cứ việc xính miệng lưỡi lợi hại, chờ chút nữa, Người tiểu thảm, trong học viện, cũng có mấy đại nhân vật trình diện quan sát, chỉ là bọn hắn đứng xa. Tỷ như La Khải Phong, hậu bối nhà mình đánh sinh tử chiến, hắn tự nhiên phải chú ý. Còn có Trương Đức Mãn, hắn rất có hảo cảm với Lăng Hàn, muốn thu làm đồ đệ. Mặt khác còn có Ngụy Thiên Thụ, từ lần trước bị La Khải Phong kéo lên, hắn cũng nổi lên hứng thú với Lăng Hàn. Sinh tử chiến đã rất ít phát sinh, huống chi song phương chiến đấu đều có chiến lực cực hạn. Nhân số vây xem đông đảo, lấy học sinh Bắc Viện phá hư bộ tối đa, ba viện khác cũng tới, nhưng cộng lại cũng không nhiều bằng Bắc Viện. Đánh A, à, tại sao ngươi nói nhảm nhiều như vậy, sợ chết sao? lang Hàn cười nói, la phách tức gần chết, rõ ràng là ngươi nói nhảm A. À. Bất quá, chiến đấu cuối cùng bắt đầu rồi, ha ha, hắn sẽ từ từ dần vặt Lam Hàn, cho đối phương dày vò ở trong thống khổ, lại dám tắt hắn. Hưu, hắn phi thân nhào ra, một trường vỗ ra, hư ảnh thần thú đế giang tái hiện, có lực uy hiếp lớn lao. Lăng Hàn chắp tay trái sau lưng, mười phần tùy ý, đợi cho La Phách tới gần, hắn huy trưởng nhấn tới, từng đạo thần văn đan vào, tạo thành văn lộ phức tạp không gì sánh được. Phúc địa ấn, thình thịch, một trường vỗ qua, La Phách bị đánh bay, tiếp đó thân thể ở giữa không trung tan rã, tứ phân ngũ liệt, huyết phố tung bay. Ba, thi thể của hắn rơi xuống mặt đất, trên mặt tất cả đều là vẻ bất khả tư nghị, hình như đang kỳ quái mình rõ ràng đã là phá hư 21 tinh, tại sao bị một cái tát đập chết nhỉ? Không hợp lý, quá không hợp lý a à. bốn phía, một mảnh tĩnh nghịch, chỉ có gió núi gào thét. Ai có thể nghĩ tới, là Phách Huy Phong bắt diện cư nhiên một cái tát đã bị đập chết. Này con mẹ nó thực sự là một phá hư hai mươi tinh, mà không phải một con ruồi sao? Không không không, là Phách không phải con ruồi, tương phản, hắn mạnh đến không hợp thói thường, ba lần đối oanh với Diệp Thừa vận lại cân sức ngang tài, này đủ để chứng minh hắn cường đại. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy ra đầu tê dại đó là vì Lăng Hàn càng thêm lợi hại. Đây là chiến lược gì? 22 tinh sao? Từ 20 tinh trở lên, mỗi đề thăng một tinh chiến lực sẽ mạnh bao nhiêu, kỳ thực mọi người cũng không có khái nhỉ hiểm, bởi vì này chỉ tồn tại ở trên lý thuyết, trong truyền thuyết thì như thế nào cụ hóa để cân nhắc. Khóe miệng của Diệp Thừa vẫn co quắp, cả người mồ hôi lạnh chảy dòng, lăng hàn cường đại để hắn ngay cả dũng khí khiêu chiến cũng không có. Bản tiểu thư biết ngay mà, xa xa, lệ vi vi hưng phấn mà giá giá quả đấm, Nàng suy đoán chiến lược của Lăng Hàn có khả năng đạt tới phá hư 23 tinh, như vậy có hai tinh ưu thế, tuyệt đối là dễ dàng nghiền ép. Vẻ mặt của Quý Vân Nhi cũng khiếp sợ, theo nàng chiến lược phá hư 20 tinh là vô địch trong cảnh giới này, 21 tinh quả thực như mộng huyễn, nhưng hôm nay không chỉ xuất hiện hai cái, một người trong đó còn bị một cái tát trực tiếp đập chết. Lẽ nào, Lăng Hàn là sơn hà cảnh sao? Phách Nhi, La Khải Phong như một trận gió sông ra ngoài, khuôn mặt hắn dữ tợn, như muốn ăn thịt người chương 951, muốn thêm tội. La Phách là thiên tài mạnh nhất của La Gia trăm năm qua, nên gia tộc mới có thể dùng huyết khắp thạch cho hắn luyện hóa. Đây chính là vật ở Sơn Hà Cảnh, Nhật Nguyệt Cảnh cũng có thể phát huy ra tác dụng nhất định. Nhưng bây giờ thì sao, bị đập chết như con ruồi. Điều này để hắn làm sao tiếp thu. Hai mắt hắn đỏ ngầu quát, tạc tử lớn mật, dám hành hung ở trong học viện, bản tọa muốn chấn giết ngươi. Hắn hung hãn xuất thủ, một tay mở ra, đánh về phía lăng hàn. Nhật Nguyệt Cảnh xuất thủ, cho dù chỉ là tiểu cực vị, nhưng uy năng đáng sợ dường nào. Nếu như Lăng Hàn bị phách chúng, tuyệt đối là phấn thân toái cốt, thể phách thần thiết cấp một làm sao khiêng nổi Nhật Nguyệt Cảnh oanh kích. Quá không biết xấu hổ rồi, lệ vi vi ở phía xa dơ chân, nhưng nàng hữu tâm vô lực, cách quá xa, căn bản không thể ngăn cản. Quý Vân Nhi cũng hơi nhíu này, an ủi, yên tâm, cường giả trong học viện sẽ không mặc hắn làm loạn. Không sai, thời điểm La Khải Phong xuất thủ, Trương Đức Mãn và Ngụy Thiên Thụ cũng đồng thời xuất thủ, chặn hắn lại, dối rít nói. La Huynh, xin tự kiềm chế. Hai người bọn họ liên thủ, tự nhiên dễ dàng cản lại công kích của La Khải Phong. Lăng Hàn thần tình tự nhiên, không hề khẩn trương chút nào. Đây chính là học viện, nếu để cho La Khải Phong hành hung như ý mà nói, vậy thật là một chuyện cười lớn. Khẳng định còn có cường giả nhật nguyệt cảnh đại cực vị thậm chí đại viên mãn ở trong bóng tối giám thị học viện, tùy thời cũng có thể thể xuất thủ, chỉ là vừa nãy không cần bọn họ hiện thân mà thôi hắn thu hồi chân nguyên thạch trên đất đây là tiền đặt cược hắn thắng đáng tiếc a à, không thể mang đi thi thể của la phách trong không gian linh khí của đối phương phải có không ít thứ tốt người này giết người la gia ta chẳng lẽ lại buông tha hắn như thế la khải phong cười lạnh nói hắn cũng biết không có thể đánh giết lăng hàn tại chỗ chỉ là cố ý làm ra dáng dấp giận không kiềm được chuẩn bị cho lý do thoái thác kế tiếp cáo giả như hắn có lẽ sẽ xung động nhưng lập tức sẽ ổn định mà trong nháy mắt đó hắn đã hiện lên một chủ ý trương nước mãn hừ một tiếng nói này là sinh tử đấu song phương đều đồng ý Chiếc trận cũng chỉ có thể trách tự mình tài nghệ không bằng người lời ấy sai rồi la khải phong lắc đầu nghiêm nghị nói trước đó bản tỏa rõ ràng nghe được la phách nói ngừng tay chịu thua nhưng ác tử này lại không để ý tới cố ý hạ thủ này không hợp quy củ của sinh tử chiến nghe la khải phong nói như vậy tất cả mọi người thầm mắng một tiếng chỉ cảm thấy gặp qua người vô sỉ, nhưng chưa thấy qua vô sỉ như vậy. Vị này thực là cường giả nhật nguyệt cảnh sao, tại sao mất mặt như thế? La Phách chính là bị lăng hàn một trường miểu sát, có thời gian chịu thua đầu hàng sao? La Khải Phong không thèm để ý chút nào, đạt đến độ cao như bọn họ còn có thể quan tâm ánh mắt của những người khác sao? Khó chịu, trực tiếp chân giết là được, tại sao Lão Phu không nghe được? Trương nước mãn không vui nói, vậy chỉ có thể nói, tu vi của Trương Huynh còn kém. La Khải Phong cười nói, hắn nhìn về phía Ngụy Thiên Thụ, ánh mắt lành lạnh. "Ngụy huynh nhất định nghe được, đúng hay không?" Trong lòng Ngụy Thiên Thụ cả kinh, những lời này của đối phương tràn đầy uy hiếp a. À. Nếu như hắn nói không, đó chính là chính diện đối mặt với La gia. Bản thân hắn thật ra không sợ, nhưng mặc dù hắn không có đại bối cảnh gì, cơ hồ là dựa vào sức một mình tu đến cảnh giới bây giờ, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không có hậu đại. Phong cách hành xử của La gia hắn không phải không biết thật là chuyện gì cũng có thể làm được. Rốt cuộc là lương tâm trọng yếu hay người nhà trọng yếu? Là một võ giả từ tiểu thế giới đến trọng yếu, hay người nhà trọng yếu? Trong lòng Ngụy Thiên Thụ thở dài nói, ta hình như cũng nghe La Phách nói, chịu thua. Hắn dùng hai chữ hình như, coi như để lại cho mình một lối thoát. Trương Đức mãn nhất thời tức giận đến sôi lên, cái này cũng quá vô sỉ. Nhưng hắn giống như Ngụy Thiên Thụ, đều là xuất thân tán tu, phía sau không có thế lực có thể cho bọn hắn chỗ dựa trong lòng biết nếu La gia không tiếc đại giới vận tác mà nói, hoàn toàn có thể điên đảo hắc bạch. La Khải Phong, không sợ làm nhiều chuyện đối lý, nửa đêm có quỷ gõ cửa, ngủ không yên sao? Hắn trầm giọng nói, ha ha, chúng ta là người tu luyện, có gì phải sợ. La Khải Phong nhàn nhạt nói, tiếp đó quay đầu nhìn về phía Ngụy Thiên Thụ. Ngụy huynh, người này trái với viện quy, hẳn là khai trừ đi. Mọi người vừa nghe, đều nghĩ La Khải Phong thật ác độc. Không có Sích Thiên học viện bảo hộ, Lăng Hàn lại tính cái gì? Tùy tiện một sơn hà cảnh là có thể chấn giết, Lăng Hàn bất động thanh sắc, la ra ở trong học viện có thể lấy thúng úp voi sao? Ngụy Thiên Thụ thì cực kỳ khó chịu, La Khải Phong này kéo hắn xuống nước không tính, còn muốn hắn một đường hắc tới cùng. Nhưng vừa nãy đã trái lương tâm, hiện tại cũng không còn đường có thể quay đầu lại, bằng không chính là hai mặt không được cảm ơn. Hắn cắn răng, đang muốn mở miệng, đã thấy một bóng trắng hiện lên, trên vai Lăng Hàn có thêm một con đại bạch miêu. Mèo, không có gì ly kỳ, trong hoàng đô người nuôi hổ cũng không ít, cái gì lưu diễm thanh văn hổ, băng nguyên hổ, có thậm chí có thể đạt tới sơn hà cảnh, so sánh với đó, con mèo trước mắt này chỉ là phá hư cảnh mà thôi. Nhưng vấn đề là, trong học viện ai cũng biết, có một con mèo là chọc không được. La Khải Phong cũng ngẩn ra, hắn dĩ nhiên biết viện trưởng đại nhân nuôi một con mèo, sủng ái không thôi, ai dám động con mèo này, hắn sẽ diệt người đó. Nhưng con mèo này cư nhiên đứng ở trên vai Lăng Hàn, đây là ý gì? vừa vặn, hay là, hắn không khỏi dùng mình một cái, nếu phía sau lăng hàn có một cường giả đại năng tinh thần cảnh cho chỗ dựa mà nói, la ra trên dưới buộc chung một chỗ cũng không đủ một ngón tay chấn giết. Mèo meo đại bạch miêu không vui quét mắt nhìn mọi người, không biết bản vương đói bụng sao, các người còn không thả lăng hàn về nhà chuẩn bị thức ăn cho bản vương. Lăng hàn cười nhạt nói, ta bị đuổi ra khỏi học viện đúng không, đại bạch miêu, vậy sau này ngươi liền theo ta, bao ăn no. Mèo meo Đại Bạch Miêu ngạo kiều gật đầu, yêu thú phá hư cảnh tất nhiên khai hóa trí tuệ, làm ra phản ứng nhân tính hóa như vậy không ngạc nhiên chút nào, nhưng La Khải Phong, Ngụy Thiên Thụ đều sợ đến mật nhô ra. Chương 952, giao dịch, nếu để cho Lăng Hàn bắt cóc Đại Bạch Miêu, viện trưởng đại nhân bão nổi, ai khiêng được. Miêu gia, mau tới đây, bên bản tỏa cũng có thức ăn ngon. La Khải Phong vội vàng nói, nghĩ nếu như Lăng Hàn có thể dùng thức ăn mê hoặc con mèo này, hắn sao không thể Đại Bạch Miêu giận tím mặt, thật cho rằng nó là mèo tham ăn sao. Không có tiết tháo sao, nếu không phải ngày đó Lăng Hàn bày tư thái đủ thấp, đủ chân thành, lấy nó ngạo kiều như thế, không, tồn tại kiêu ngạo như nó sẽ đồng ý làm bằng hữu sao. Ngươi là cái dễ hành gì, Mèo meo, Đại Bạch Miêu kêu một tiếng, liền giết về phía La Khải Phong. Tốc độ của nó rất nhanh, ở trong phá hư cảnh gần như không có đối thủ, nhưng đối phương là ai? Nhật Nguyệt Cảnh Vậy dĩ nhiên không có khả năng tạo thành uy hiếp gì với La Khải Phong, nhưng vấn đề là, La Khải Phong càng không dám đắc tội con miêu yêu này, chỉ không ngừng né tránh. Một cường giả nhật nguyệt cảnh cư nhiên bị phá hư cảnh đuổi xoay quanh, phỏng chừng cũng chỉ có con miêu yêu này mới có thể làm được. Đuổi một lúc, đại bạch miêu mới nhảy về trên vai lăng hàn, ngạo kiều trải vuốt tròm dâu, bày ra móng vuốt, ý nói các ngươi ai dám khi dễ người của bản vương, bản vương liền cho các ngươi đẹp mắt. Trương nước mãn không khỏi cười to, ai có thể nghĩ tới Lăng Hàn cư nhiên sẽ kết giao bằng hữu với Bạch Miêu mà ai cũng chọc không được. Hắn ho khan cười nói, bản tọa vẫn kiên trì ý kiến của mình, La Phách không có mở miệng chịu thua, bởi vậy Lăng Hàn không có một chút sai lầm. Nếu hai vị không có ý kiến gì mà nói, để Lăng Hàn trở về đi. La Khải Phong còn có thể nói cái gì, đây chính là thú sủng của viện trưởng đại nhân, mà trình độ coi trọng thậm chí vượt qua hậu nhân của hắn. Dù đổi thành La gia lão tổ ở đây, ngày hôm nay cũng phải cúi đầu hắn hận hận hừ một tiếng cầm lấy thi thể tứ phân ngũ liệt của la phách thu vào không gian linh khí thân hình nhảy động trực tiếp rời đi ngụy thiên thụ thì thở dài hắn bây giờ đã trở thành hai bên đều không nịnh nọt được hắn lắc đầu cũng phi thân rời đi đa tạ tiền bối bênh vực lẽ phải lang hàn chắp tay nói với trương đức mãn giọng nói rất chân thành trương đức mãn cười to nói dù không có lão phu xuất thủ có con này mèo toàn bộ học viện cũng không ai dám động ngươi đại bạch miêu ngạo kiều ngẩng đầu bản vương chính là uy vũ như thế vẫn phải là đa tạ tiền bối a à. lăng hàn nói trương đức mãn gật đầu người này biết tiến thối thủ lễ tiết tâm tính không tệ thiên phú võ đạo là một chuyện nhưng tâm tính rất trọng yếu bằng không thời gian tới sẽ chỉ là một tai họa mà thôi đi thôi hắn cười nói đã chết một đệ tử luôn phải có chuyện nên xử lý nhưng cái này không có quan hệ gì tới lăng hàn lăng hàn gật đầu lần thứ hai chắp tay nói học sinh xin cáo lui hắn mang theo đại bạch miêu rời đi, tên kia đã không chỉ một lần vò đầu hắn, không biết bản vương đói bụng sao. Đợi Lăng Hàn rời đi, người xem cuộc chiến tự nhiên cũng giải tán, cái này lại có đại tin tức. Chiến lực của Lăng Hàn vượt qua phá hư 21 tinh. Diệp đại ca, Mạc Tuấn Nhân vỗ vai Diệp Thừa Vận, Diệp Thừa Vận thất hồn lạc phách, toàn thân mồ hôi lạnh nhễ nhại, chợt phục hồi tinh thần lại nói. Ta không ngừng suy tư, nếu mình đổi thành la phách mà nói, nên làm sao ngăn cản một trường kia. Kết quả, làm sao cũng là chữ chết. mà Tuấn Nhân không khỏi cười nói, Diệp đại ca, người cũng có thể tuyển trạch không giao thủ với tên biến thái kia mà. Ánh mắt của Diệp thừa vận sáng ngời nói, không sai, ta ở phá hư cảnh đã tu đến cùng, lấy thiên phú của ta, nếu không có cơ duyên đặc thù là không có khả năng tiến thêm một bước, đột phá đến chiến lực 22 tinh. Nhưng nếu đột phá sơn hà cảnh mà nói, ta lại có không gian tăng lên. Không sai, sở dĩ chúng ta dùng trăm năm đi trùng kích phá hư 20 tinh, vì vậy cực hạn tuy trọng yếu nhưng cũng không phải trọng yếu nhất mạc tuấn nhân nói tu thần cảnh đến mức tận cùng đây mới thực sự là cường đại diệp thừa vận thở phào nhẹ nhõm lòng tự tin hoàn toàn trở về nói tuấn nhân ngươi là đại trí giả ngu a à. có sao mạc tuấn nhân cười ta chỉ là một người phong lưu thích đùa bụi hoa một chỗ khác lão vu bà ghê tởm thả nữ đi ra ngoài tiếng kêu lạ vang lên cửa phòng cũng vang lên tiếng đánh như sấm nữ muốn gặp lăng hàn lão thái bà quái dị mau thả nữ đi ra ngoài cả người hổ nữ ghé vào trên cửa tay nhỏ bé cầm lấy cạnh cửa tựa như con khỉ hồ đồ thanh y lão ẩu một tay hư chảo hổ nữ lập tức bị nàng hút tới không có lực phản kháng chút nào nữ rất sinh khí nữ muốn làm hư nữ không tu luyện hổ nữ phồng má lên hai tay chống nạnh người cái ni tử này từ ngày trở về côn bằng cung có ngày nào chăm chú tu luyện qua sao thanh y lão ẩu thở dài ỷ vân chỉ quán chú tinh phách võ đạo ở trong thân thể của ngươi, nhưng luyện hóa nhiều ít, tiêu hóa nhiều ít, còn phải xem bản thân ngươi nỗ lực. Nếu không tu luyện, nếu muốn gặp lăng hàn, hổ nữ sẽ không phân rõ phải trái, lại không biết sợ, cùng chừng mắt với bà lão. Thanh y lão ẩu nhức đầu, ba môn bí thuật vô thượng của côn bằng cung chỉ có cung chủ mới có thể tu luyện, bởi vì chỉ có cung chủ nhất mạch mới tương thừa võ đạo tinh phách độc nhất vô nhị, không có cái này làm cơ sở, dù thả bí thuật ở trước mặt ngươi cũng không có tác dụng làm sao lại gặp một truyền nhân không đáng tin cậy như thế nhỉ nàng và hổ nữ tốt xấu gì cũng chung sống hơn một năm đã tương đối hiểu cô nàng này biết hung là vô dụng cô nàng này quả thực không biết sợ là vật gì hảo lão thân đáp ứng ngươi chỉ cần ngươi tu luyện tới sáng thế cảnh lão thân liền cho phép ngươi đi gặp tên tiểu tử kia bất quá tối đa chỉ có thể ba ngày tiếp đó ngươi phải trở về côn bằng cùng chúng ta có đại địch chỉ có ngươi tu thành tam đại bí thuật mới có thể đối kháng ai không cho ngươi đi ra ngoài cũng là vì an toàn của ngươi. Bà lão lui một bước, hổ nữ đếm ngón tay nói, tốt, nữ sẽ dùng ba năm tu luyện tới sáng thế cảnh. Nàng nghiêng đầu nhìn bà lão nói, thối lão thái bà, đi nhanh một chút, ngươi ở chỗ này, nếu thấy liền sinh khí, cũng không có tâm tình tu luyện. Thanh y lão ẩu không khỏi lắc đầu, nàng cũng là nhân vật nhất phương bá chủ, nhưng hết lần này tới lần khác không có nửa điểm tính tình với hổ nữ, coi như là một vật khác một vật. chương 953, cha vợ muốn gặp, đi mau, không nên trở ngại nếu tu luyện. Hổ nữ vẫy tay nói, khuôn mặt không nhịn được. Thanh y lão ẩu bất đắc dĩ rời đi, bất quá hổ nữ cuối cùng cũng chịu tu luyện, để cho nàng thở phào nhẹ nhõm. Tiểu tổ tông này, thật là làm cho nàng đau đầu. Bất quá, trong tiểu thế giới kia, lại còn tuôn ra một kỳ tài. Nhân tộc kia không nhìn ra có gì đặc biệt, bất quá con của hắn lại là thiên tài võ đạo, nếu không phải côn bằng cung không thu nam đệ tử, nàng thật là không muốn bỏ qua thiên thánh cung đang chiêu thu đệ tử cùng côn bằng cung chúng ta quan hệ không tệ cung cấp cho bọn hắn một thiên tài mà nói bọn họ chắc chắn rất cảm kích vừa lúc nhất cử lướng tiện nàng rất nhanh thì quyết định chủ ý la gia la hồng đạo nhìn chằm chằm thi thể của la phách hai tay nắm quá chặt chẽ trong ánh mắt nhảy lên lửa giận truyền nhân xuất sắc nhất trong thế hệ trẻ la gia cứ như vậy bị đánh giết tuy bồi dưỡng một phá hư cảnh cũng không cần trả bao nhiêu đại giới nhưng huyết khắp thạch quá chân quý để hắn nhớ lại cũng có chút nhức nhối tuyệt không thể bỏ qua cho dân đen kia hắn hận hận nói gia chủ đại nhân nhưng tựa hồ tiểu tử kia và phó hội có chút quan hệ la khải phong nói nói đến tên phó hội thân thể hắn cũng có chút run run cường giả đại năng tinh thần cảnh như có ma lực vậy hanh chỉ là thân nhau với một con mèo mà thôi la hồng đạo khinh thường nói vâng la khải phong vội vàng gật đầu bất quá ở trong học viện không tiện hạ thủ la hồng đạo nhíu mày rất nhanh lại giãn ra nói cái này không cần chúng ta quan tâm, ý tứ của gia chủ đại nhân là, La Khải Phong không hiểu, đi ám dạ đường tuyên bố treo giải thưởng, một vạn chân nguyên thạch, muốn mệnh của dân đen kia. La Hồng Đạo lạnh lùng nói, ám dạ đường, đây là một tổ chức sát thủ, chỉ cần trả tiền, bọn họ người nào cũng dám ám sát. Cái tổ chức này rất to lớn, ở trong Tam Đại Hoàng Triều, mười mấy vương triều đều có phân bộ, nhưng không ai biết tổng bộ ở đâu, đầu mục là ai, có thực lực như thế nào. Nói chung, tam đại hoàng triều đều muốn tiêu diệt nhưng chưa từng thành công qua một vạn chân nguyên thạch lấy đầu một phá hư cảnh đây thật là quá để mắt dân đen kia la khải phong cười nhạt bất quá bởi vậy lăng hàn cũng trở thành một người chết phán đã đóng thuyền đường đường ám dạ đường chẳng lẽ còn giết không được một phá hư cảnh bọn họ không dám tiến vào xích thiên học viện nhưng cũng không tin lăng hàn cả đời ở trong đó còn lúc nào lăng hàn đi ra vậy không cần bọn họ nhìn chằm chằm sau này sẽ là chuyện của ám dạ đường vâng la khải phong gật đầu lang hàn và mèo mập trở lại tiểu viện hắn nướng thịt cho mèo mập ăn no sau đó tiếp tục bế quan tu luyện nghiên cứu thất sát chấn hồn thuật lại 5 ngày trôi qua hắn cuối cùng có chút thành tựu có thể sơ bộ vận dụng hắn đứng ở trong sân nhà con mắt nhìn chăm chú một tảng đá trượt hai mắt sáng ngời một đạo kiếm quang từ mi tâm bắn ra ba đánh vào trên tảng đá tảng đá kia lập tức bạo nát môn bí thuật này cũng không chỉ trùng kích thần hồn đơn giản như vậy đối với thực thể cũng có lực phá hoại đáng sợ, nhưng cụ thể có thể đạt tới trình độ nào, còn phải xem tu luyện bí pháp tới trình tự gì, thần hồn lại cường đại dương nào. Lăng Hàn bình luận, thần hồn trùng kích có thể thực có thể hư, thực có thể chém thể phách, hư tác chảm thần hồn, diệu dụng vô cùng. Hắn vui không tự kìm hãm được, dưới bất diệt thiên kinh gia trì, thần hồn của hắn kiên cố không gì sánh được, có thể tối đại hóa uy lực của môn bí pháp này. Ngay cả từ lão đầu cũng không nghĩ tới, hắn tu luyện bất diệt thiên kinh, môn bí pháp này giúp đỡ hắn quá lớn thình thịch thình thịch thình thịch tiếng gõ cửa vang lên lang hàn đi ra mở cửa chỉ thấy thủy nhạn ngọc đứng ở trước cửa vóc người nóng bỏng thành thuộc tản ra sức dụ dỗ kinh tâm động phách thật là làm cho người cầm giữ không được hơn nữa lang hàn có cũng đủ không gian tưởng tượng hắn tinh tưởng biết dưới quần áo rộng thùng đó cất giấu một thân thể mềm mại động nhân như thế nào thủy nhạn ngọc cảm thấy ánh mắt của hắn lửa nóng khuôn mặt không khỏi đỏ lên tiếp đó lập tức nói cha ta muốn gặp ngươi Cha vợ muốn gặp ta, lang hàn thì thào, cái này cũng không kỳ quái, hắn cùng Thủy Nhạn Ngọc tự định chung thân, nếu cha nàng không có phản ứng mới gọi kỳ quái. Hiện tại kéo lâu như vậy mới chịu hoán hắn, đã có chút quá muộn rồi. Phòng Trừng mới đầu Thủy ra cũng cho rằng đây chỉ là lời đồn, nhưng sau khi gọi Thủy Nhạn Ngọc tới hỏi mới biết không phải giả. Thủy Nhạn Ngọc lạnh lẽo nói, muốn chiếm tiện nghi của ta, ta nói nha, mặc dù chúng ta là tình lữ giả, nhưng cũng phải làm dáng một chút có đúng hay không. Lăng Hàn cười nói, hiện tại không có người thứ ba, không cần mệt nhọc. Thủy Nhạn Ngọc lạnh lùng cự tuyệt, Lăng Hàn thở dài, mấy ngày hôm trước ta cùng với người tử đấu, người cũng không tới nhìn ta một chút, không sợ người khác nói ngươi không đủ quan tâm sao. Lấy thực lực của ngươi, dù một trăm la phách tới lại có thể thương ngươi một cọng lông sao. Thủy Nhạn Ngọc hư nói, nàng lại không phải không có giao thủ với Lăng Hàn, ngay cả nàng cũng cơ hồ không giết chết Lăng Hàn, bị đối phương cắn một cái. Phi, Lăng Hàn cười ha ha nói, được, vậy đi gặp một chút đi, nói không chừng còn có thể thu được tiền lì xì, si. giả quy giả, nhưng tiền lì xì si là của ta, người mơ tưởng bắt ta nhả ra. Thủy Nhạn Ngọc lắc đầu nói, nhà ta đối với chuyện có thể kết thân với triệu gia là rất nhiệt tình, nên lần này ngươi đi, sợ là phải nhận áp lực rất lớn. Cũng may ngươi là người của Tả tướng phủ, dù cảnh giới thấp, nhưng gia tộc cũng không dám làm gì ngươi, dù sao đánh chó cũng phải ngó mặt chủ. Khóe miệng của Lăng Hàn không khỏi co quắp, cái gì gọi là đánh chó cũng khải ngó mặt chủ, người không thể dùng từ hay hơn một chút sao. Còn nữa, có câu nói, lấy chồng theo chồng, nếu như ta là chó, trên mặt ngươi cũng không có quang nha. Xoát, một thanh kiếm đã để ở trên cổ lăng hàn, thủy nhạn ngọc lạnh lùng nói. Ngươi lại hồ môn loạn ngữ, ta sẽ giết ngươi. Lăng hàn bất phi sở động, vẫn như cũ nói. Ngươi đây là muốn mưu sát chồng sao? Thủy nhạn ngọc nhìn lăng hàn một chút, cũng thu kiếm về. Nàng đã nói, sau khi Lăng Hàn chết nàng sẽ vì đối phương thủ tiết suốt đời, từ điểm đó mà nói, Lăng Hàn đúng là chồng của nàng. chương 954, người sắp làm ngoại công. Trước đây tại sao không phát hiện, người này còn có da mặt dày như vậy? Theo ta đi, nàng lười nói nhảm với Lăng Hàn, bởi vì không muốn bị người này chọc giận. Hai người ra cửa, Thủy Nhạn Ngọc vốn định đi ở phía trước, nhưng Lăng Hàn chấp nhất sóng vai với nàng, hơn nữa dựa vào rất gần. Sư tỷ đừng quên, ra cửa chính là có rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm chúng ta ngay lúc nàng nhịn không được muốn bão nổi chỉ nghe lăng hàn góp ở bên tai nàng nhẹ giọng nói nhiệt khi ấm áp phả vào mặt của nàng nhất thời làm da thịt của nàng hiện lên một tầng đỏ ửng mê người không gì sánh được chưa từng có người nam nhân nào thân cận với nàng như thế để cả người nàng nổi da gà nghĩ lại lần trước bị lăng hàn tập ngực trực tiếp để đại não nàng đình chỉ vận chuyển trong lúc mơ mơ màng màng nàng cũng không có ý thức được bị lăng hàn dắt tay chỉ cảm thấy dưới chân như đạp mây đi đâu đây thẳng đến ra cửa bị lăng hàn hỏi một câu nàng mới chợt tỉnh ngộ lại vội vàng vùng thoát khỏi tay của lăng hàn nàng hung tợn nhìn lăng hàn nói dù muốn giả trang thân thiết cũng không cần phải nắm tay đi ngươi là cố ý vừa nãy ta thấy thủ hạ của triệu luân lăng hàn nói hơi liếc mắt về phía sau ừ thủy nhạn ngọc cả kinh nàng thực sự là thất thần a à. đi lăng hàn lại nắm tay của thủy nhạn ngọc lúc này thủy nhạn ngọc không có cự tuyệt mặc hắn nắm, chỉ là mặt không thể khắc chế lại đỏ lên, quyến rũ sinh quang, làm khổ hạnh tăng cũng sẽ rối loạn tâm. Lăng Hàn nhìn thoáng qua hậu phương, lộ ra tiêu ý, nếu như hắn quyết định làm một việc gì đó, nhất định sẽ làm đến tận thiện tận mỹ, triệu luân người muốn xem. Vậy để cho người thấy rõ, cho người xem kích động. Thủy nhạn ngọc miến cưỡng chấn định lại, một đường dẫn Lăng Hàn đi tới, nửa giờ sau, bọn họ mới đến trước một tòa phủ đệ. Thủy ra, gia tộc ngũ lưu, không nên coi thường ngũ lưu gia tộc có thể ở hoàng đô đứng vào hàng ngũ cửu lưu, vậy cũng là có mặt mũi, tồn tại khiến người ta ngưỡng vọng. Thủy gia lão tổ là cường giả Nhật Nguyệt cảnh trung cực vị, có người nói đã đạt đến hậu kỳ trung cực vị, có hy vọng trùng kích đỉnh phong. Bất quá, chắc là không có khả năng xông lên đại cực vị, dù sao thời gian không bỏ qua ai, hắn không có thọ mệnh dài như vậy. Thủy gia đương đại gia chủ chính là một vị quan viên lục phẩm của hoàng triều, cũng là phụ thân của Thủy Nhạn Ngọc, đồng dạng bước vào Nhật Nguyệt cảnh, đạt tới tiểu cực vị thời gian tới tất nhiên là tiếp nhận trọng trách của lão tổ, thủ hộ thủy ra. Cửa chính xếp thành một hàng tám hộ vệ, đều là phá hư cảnh. Toàn bộ hoàng đô, phỏng trừng trừ nữ hoàng bệ hạ ra, thế lực khác đều không có tư cách để sơn hà cảnh đi canh cửa. Một là lãng phí tài lực, hai là quá rêu rao, người để nữ hoàng bệ hạ nhìn ngươi thế nào. Có thủy nhạn ngọc dẫn đường, tự nhiên thuận lợi tiến nhập thủy ra, bọn họ đi đến thư phòng của thủy gia gia chủ. Người nhìn vạn lần không thể lộ ra chân tướng. Trước khi tiến vào, Thủy Nhạn Ngọc thấp giọng nói rằng, "Lang Hàn mỉm cười nói, "Yên tâm, ta sẽ ở một bên cùng ngươi." Thủy Nhạn Ngọc lại nói, "Vậy thì thật là cho ta trợ lực to lớn." Lang Hàn cười nói, Thủy Nhạn Ngọc hít một hơi thật sâu, tiếp đó đẩy cửa ra, đi vào trước. "Cha," nàng nhẹ giọng kêu lên, trong thư phòng chỉ có một nam tử trung nhị yên đang ngồi đọc sách, nghe vậy ngẩng đầu lên, nhìn lướt qua Thủy Nhạn Ngọc và Lang Hàn, tiếp đó gật đầu. "Con đi ra ngoài trước đi." hắn nhìn Thủy Nhạn Ngọc nói, Thủy Nhạn Ngọc sừng sốt, còn muốn nói chuyện, lại bị nam tử kia dùng ánh mắt nghiêm nghị chừng một cái, nhất thời chỉ có thể lui ra ngoài. Lăng Hàn nháy mắt với nàng, ý tứ là mới vừa rồi ngươi còn nói sẽ bồi ta, sao trong nháy liền bỏ ta lại. Thủy Nhạn Ngọc oan ức liếc mắt nhìn hắn, lúc này còn có tâm tình nói móc, tâm người này rốt cuộc làm bằng cái gì, cũng quá thô đi. Nàng ra cửa, cũng quay người khép cửa phòng lại, Thủy ra ra chủ gọi từ ca, hắn cũng không nói lời nào, thậm chí không có liếc mắt nhìn Lăng Hàn, mà tiếp tục cầm sách lên nhìn. Lăng Hàn thì quan sát đối phương, nam tử trung niên này anh Tuấn có chút quá mức, chỉ ít hắn tự nhận thua kém, hơn nữa, một đại nam nhân lại có mắt đào hoa, thật là có loại cảm giác chẳng phân biệt được thư hùng thông sát. Xem ra Thủy Nhạn Ngọc chắc là giống hắn, không chỉ thừa kế bề ngoài, còn có khí chất, chỉ là ở trên thân nam nhân này có chút nương khí, nhưng đặt ở trên người nữ nhân mà nói, đó chính là quyến rũ như nước, yêu đến tận xương tùy thủy tử ca hoàn toàn không có ý lên tiếng nhưng khí thế của nhật nguyệt cảnh dương động này đừng nói phá hư cảnh coi như là cường giả sơn hà cảnh cũng lạnh run ngay cả đứng cũng không vững thần giới mỗi một cấp bậc áp chế thực sự là quá lớn nhất là đại cảnh giới có người nói coi như là thiên tài ngũ tinh trong truyền thuyết cũng không thể vượt qua tỷ như sơn hà đại viên mãn đỉnh phong dù cho ngươi là thiên tài ngũ tinh cũng không có khả năng chính diện đối kháng nhật nguyệt tiểu cực vị sơ kỳ cái gọi là thiên tài mấy tinh đều chỉ có thể vượt qua tiểu cảnh giới mà thôi. Lăng Hàn cũng khiêng không nổi, thần hồn của hắn lại kiên cố cũng không sửa đổi được hắn bây giờ còn là phá hư cảnh. Nhưng này lại có quan hệ gì? Lăng Hàn trực tiếp đặt mông ngồi xuống, người không mở miệng, tốt, ta liền tu luyện, xem ai hao tổn tốt hơn. Thấy Lăng Hàn nhắm mắt lại, định dương dương bắt đầu tu luyện, thủy tử ca có xung động nện quyển sách lên mặt Lăng Hàn. Hắn vốn định ra oai phủ đầu cho Lăng Hàn, kết quả lại bị đối phương chơi một cước. Ngươi là Lăng Hàn, Hắn cuối cùng mở miệng, đây không phải nói nhảm sao, người bảo nữ nhi mang ta đến, chẳng lẽ còn không biết ta là ai? Ai bảo người ta là cha vợ chứ? Lăng Hàn đứng lên, cung kính nói, vãn bối chính là Lăng Hàn, lễ tiết cần thiết hắn vẫn phải thủ, trước đối phương cố ý thử hắn, hắn tính tỏa tu luyện, đây là một loại đáp lại, một loại tỏ thái độ. Nhưng trưởng bối hỏi, hắn không thể có vẻ ngạo mạn. Thủy tử ca không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, người trẻ tuổi này bất quá 20 tuổi, tu vi lại là phá hư cảnh tại sao tiến thối tự nhiên, trầm ổn đại khí như vậy? Đây chính là khí phách của đế vương sao? Trong lòng hắn có chút bội phục lăng hàn, nhưng bội phục quy bội phục, hắn cũng sẽ không đổi chủ ý nói. Người không xứng với nữ nhi của ta, bắt đầu từ hôm nay, không được gặp lại nhạn ngọc nữa. chương 955, sát thủ thượng, lăng hàn cười ha ha một tiếng. Thủy đại nhân, người quá võ đoán rồi, người dám giáo huấn ta. Thủy tử ca không khỏi tức giận mà cười, coi như là người của tả tướng cũng không thể vô lễ với mệnh quan triều đình, này dính đến lễ tiết của một quốc gia, ngay cả thủy tử ca trấn giết Lăng Hàn, tả tướng cũng không thể nói cái gì. Không dám, cũng không phải, lang Hàn lắc đầu, vãn bối chỉ trần thuật một sự thật, tuy hiện tại vãn bối là phá hư cảnh, nhưng không có khả năng vĩnh viễn là phá hư cảnh. Thất đại tướng đương thời cũng không phải từ phá hư cảnh đi tới sao, tả hữu nhị tướng đại nhân cũng như vậy. Thật cuồng, thủy tử ca hừ một tiếng nói. Ngươi cũng dám so sánh với chín vị đại nhân này sao? Hiện tại không so được, nhưng thời gian tới thì không nhất định. Lăng Hàn tự tin cười, nhưng không có đem lời nói quá vẹn toàn, làm người dù sao cũng phải khiêm tốn một chút. Nhưng Thủy Tử ca lại không phát hiện hắn có gì khiêm tốn, bất quá nói đến tiềm lực, loạn tinh hoàng triều này có người nào so được với Lăng Hàn. Cường như La Phách cũng nhất chiêu miểu sát, chiến lực chỉ ít 22 tinh, ai có thể sánh bằng. Ha ha, ngày ngươi dảo bước tiến lên đại năng tinh thần cảnh, nói không chừng nữ nhi của ta sớm đã thành hồng nhan điêu linh, không chờ nổi, cũng không cần phải. Chờ, thủy tử ca phất phất tay, này là lần cảnh cáo duy nhất, không được gặp mặt nữ nhi của ta nữa, bằng không, bản tỏa sẽ cho người hối hận. Lăng Hàn mỉm cười nói, chẳng lẽ nhạc phụ đại nhân không biết, người sắp làm ngoại công sao? Phốc, thủy tử ca trực tiếp phun ra ngoài, đây quả thực là sấm sét giữa trời quang, nữ nhi bảo bối của hắn cư nhiên bị thanh niên này gặp. Không chỉ gặp, hơn nữa ngay cả ngoại tôn cũng sắp có rồi nếu hắn bình tĩnh ngẫm lại mà nói lăng hàn mới đến thần giới một tháng thì làm sao có thể nhanh như vậy nhưng hiện tại hắn bị hai chữ ngoại tôn làm choáng váng đâu còn có thể bình tĩnh nhạn ngọc hắn chợt hét lớn thủy nhạn ngọc đang chờ ở cửa sau khi nghe được tiếng giống to này vội vã đẩy cửa vào chỉ thấy lão phụ tóc dựng lên hai mắt phun ra lửa hoàn toàn thất thố nàng không khỏi kỳ quái đến tột cùng lăng hàn nói gì với phụ thân Cư nhiên làm phụ thân tức đến trình độ như vậy. Ngươi, ngươi, ngươi." Thủy Tử ca chỉ vào Thủy Nhạn Ngọc, tức giận đến nói không ra lời. Lăng Hàn đưa tay ngăn cản nói: "Nhạc phụ đại nhân, muốn trách thì trách ta đi, cốt, cốt cho ta." Thủy Tử ca phất tay liên tục, hiện tại hắn chỉ muốn một người lặng lặng tiêu hóa tin tức kinh người này. "Đi." Lăng Hàn kéo tay của Thủy Nhạn Ngọc bỏ chạy. Thủy Nhạn Ngọc mặc danh kỳ diệu, đợi ly khai thủy ra mới hỏi: "Đến tột cùng ngươi nói gì vậy?" "Nga, sợ hắn chia rẽ chúng ta, nên ta nói người có. Lăng Hàn thuận miệng nói, có cái gì, Thủy Nhạn Ngọc mờ mịt nói, nàng ở chuyện nam nữ thanh thuần đến rối tinh rối mù. Hắc hắc, hắc hắc cái gì, nói mau, chính là phụ thân ngươi sắp làm ngoại công. Thủy Nhạn Ngọc đầu tiên là sửng sốt, cuối cùng phản ứng lại, khuôn mặt hiện đầy sát khí. Lăng Hàn, ta muốn giết ngươi, nàng huy kiếm bắt đầu truy sát Lăng Hàn. Thủy Nhạn Ngọc truy sát Lăng Hàn một trận, nhưng không thừa nhận cũng không được, đây là một chủ ý tốt, chỉ ít hiện tại có thể chặn miệng của Thủy gia. Dù Thủy gia không ngại mang nàng đến trước cửa Triệu gia, Triệu đại tướng quân có thể tiếp thu một con dâu mang thai của người khác sao? Từ khi quyết định muốn cùng Lăng Hàn giả làm phu thê, nàng đã có giác ngộ, chỉ là có giác ngộ và sự thật là hai việc khác nhau, cho nên nàng mới có thể thẹn quá thành giận đuổi theo giết Lăng Hàn, nhưng rất nhanh thì bất đắc dĩ tiếp nhận. Nhưng nàng khí nộ chưa tiêu, không để ý tới Lăng Hàn nữa, một thân một mình nghênh ngang mà đi lăng hàn không khỏi bật cười ngay cả phu thê cũng giả còn sợ có thêm hài tử sao nói đến hài tử hắn không khỏi nhớ nhi tử ngày khác tái kiến nhi tử còn nhận được mình sao tuy hắn tự tin nhưng chỉ nói đi hết sơn hà cảnh thì động một chút là nghìn năm mà muốn đạt đến đại năng tinh thần cảnh lại cần phải bao lâu hắn thiên tài có thể rút ngắn thời gian vậy cũng phải hơn một nghìn năm thậm chí mấy vạn năm đến lúc đó nhi tử đã làm ra 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 lo lắng cũng vô dụng còn đường võ đạo còn phải đi từng bước, chỉ ít hiện tại hắn không thể ly khai loạn tinh hoàng triều, chỉ có thể một bên tích xúc thực lực, một bên lại nghĩ biện pháp. Bất quá, thần giới quá lớn, đầu tiên côn bằng cung khẳng định không ở hợp ninh tinh, như vậy một ngày dính đến lữ trình cấp bậc tinh vũ, đó chính là lấy năm tính, ngắn thì mấy năm, lâu thì 10 năm, trên trăm năm cũng có. Hơn nữa, thân thể là khẳng định không thể trực tiếp độ tinh vũ, dù hắn có thể nắm quy tắc phi hành của thần giới trong tay cũng không có tác dụng, tốc độ quá chậm, phải dùng đến thần khí phi hành, hơn nữa còn là cấp bậc cao nhất, có thể chống lại thời gian rất dài, đối kháng nguy hiểm trong tinh vũ. Tỷ như vẫn thạch, tỷ như hắc động không gian, nếu gặp tinh không loạn lưu, thì ngay cả cường giả thần cấp cũng vạn kiếp bất phục. Một ngày tiến nhập tinh không, cũng không phải đùa giỡn, phải có chuẩn bị vạn toàn. lang Hàn lắc đầu, vẫn là trước làm gì chắc nấy, đẩy mạnh lực lượng đến 20 tinh, dảo bước tiến lên thần cảnh, hắn lấy đan nuôi võ, vẫn có thể tái hiện thần kỳ như ở tiểu thế giới, lấy thời gian ngắn nhất đạt đến đại năng tinh thần cảnh. Chỉ cần có thể đạt đến đại năng tinh thần cảnh, hắn liền có thể quang minh chính đại ly khai loạn tinh hoàng triều. Cường giả như vậy, há có đạo lý làm con tin. Ân, đột nhiên trong lòng Lăng Hàn dùng mình, mọc lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Thần hồn của hắn quá cường đại, gần như có thể lấy sơn hà cảnh tiểu cực vị làm chuẩn, đối với nguy cơ tự nhiên cũng có năng lực cảm ứng mãnh liệt. Soát, một đạo hàn mang hiện lên, từ trên mái nhà bắn thẳng đến ngực của hắn, chính là vị trí trái tim. Này là một mũi tên, tản ra hàn mang đáng sợ. Trong nháy mắt này, Lăng Hàn làm ra phán đoán cùng tuyển trạch. Uy lực của mũi tên này hẳn là chỉ ở Sơn Hà Cảnh tiểu cực vị, hắn và Thủy Nhạn Ngọc đã giao thủ, bởi vậy có thể suy đoán ra. Vấn đề là, mũi tên này có phải thần thiết chế tạo hay không, có thể xuyên thủng thể phách của hắn hay không? Quả đấm của hắn không khỏi căng thẳng, hưu, mũi tên hạ xuống cả người lăng hàn lập tức bị đánh bay lên, thình thịch lật vài cái, tiếp đó nằm ở trên mặt đất, lập tức có tiên huyết bừng lên. chương 956, sát thủ hạ, hắc hắc, một hắc y nhân từ mái nhà bay xuống, thân hình mềm mại, không có phát sinh một chút xíu thanh âm, trên mặt lại còn che vải đen, chỉ lộ ra một đôi mắt. Chỉ là phá hư cảnh, ta có phải quá cẩn thận rồi hay không? Hắc y nhân lẩm bẩm hắn rút ra một thanh đoản đao, đi tới chỗ lăng hàn, muốn cắt thủ cấp. Thân là một sát thủ, không mang thủ cấp của mục tiêu về mà nói, thì sao chứng minh là người ám sát? Hắn đi tới bên người Lăng Hàn, nắm tóc của đối phương, sách Lăng Hàn lên, lúc muốn một đao cắt xuống, chợt cả kinh, bởi vì ngực của Lăng Hàn không có cắm tiễn. Làm một sát thủ, kinh nghiệm chiến đấu của hắn rất phong phú, ứng biến cũng mau kinh người, lúc này bố phòng nguyên lực khắp toàn thân, đoàn đao trong tay tiếp tục cắt tới cổ của Lăng Hàn. Hắn không biết Lăng Hàn làm sao tránh thoát mũi tên kia, còn cố ý dẫn hắn mắc lừa, bầy bẫy dập, nhưng Sơn Hà Cảnh đối với phá hư cảnh là nghiền ép tuyệt đối, ở cự ly như vậy gần, đối phương có thể chơi ra trò gì. Lui một vạn bước mà nói, hắn còn dùng nguyên lực thủ toàn thân, cho một nghìn phá hư cảnh oanh thì như thế nào, căn bản không có khả năng thương tổn. Vô luận nói như thế nào, hắn cũng đứng ở an toàn nhất, vị trí có lợi nhất. Nhưng sự tình thật như hắn đoán sao, Lăng Hàn lộ ra dáng tươi cười, ngưng tụ thần hồn đánh tới đối phương. Thất sát chấn hồn thuật, ông, thần hồn trùng kích, hắc y nhân kia lập tức lộ ra vẻ mê man lâm vào trạng thái vô ý thức lăng hàn nhân cơ hội lấy thần thức bao vây thu đối phương vào trong hắc tháp đinh lúc này đoàn đao mới tước đến trên cổ lăng hàn nhưng trong ở hắc tháp lăng hàn mới là chân thần ba thanh đoàn đao này lập tức biến thành bột mịn thần thiết thì như thế nào lăng hàn tâm niệm vừa động thiết phấn kia lại ngưng tụ lên không thể lãng phí hắn có thể đúc lại làm mũi tên cho hắn Hiện tại sát chiêu mạnh nhất của hắn là diệt long tinh thần tiến, nhưng mũi tên lại là một vấn đề, bắn một mũi tên thì tương đương với bắn ra tải phú kinh người. Lấy thực lực bây giờ của Lăng Hàn, thất sát chấn hồn thuật chỉ có tác dụng với sơn hà cảnh tiểu cực vị trong nháy mắt, hắc y nhân kia lập tức thanh tỉnh lại, hắn không khỏi cười nhạt nói. Thật có chút coi thường ngươi, không chỉ to gan lớn mật, hơn nữa lực phòng ngự kinh người như vậy, cư nhiên có thể ăn một mũi tên của ta mà không chết. Gì, đây là nơi nào? Hắn lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ, đây tuyệt đối không phải hẻm nhỏ lúc trước, mà biến thành thảo nguyên minh mông bát ngát. Huyễn thuật sao, Lăng Hàn mỉm cười, lấy thể phách của hắn tự nhiên có thể cứng rắn ăn một kích của Sơn Hà Cảnh Tiểu cực vị, chỉ là lực lượng khó tiêu, mới bị đánh bay, nhưng hắn vẫn có thể khống chế một chút, lúc rơi xuống đất nằm úp sấp, nhân cơ hội thu mũi tên vào hắc tháp, về sau lại dùng máu yêu thú đến thay thế máu mình, làm cho đối phương cho rằng hắn trúng chiêu. Đây đều là trong nháy mắt nghĩ ra, làm được, ngay cả Lăng Hàn cũng rất hài lòng, giam cầm một gã sơn hà cảnh a nếu không làm cho đối phương khinh thường hắn làm sao có thể tiếp cận đối phương dù thất sát chấn hồn thuật có thể lập công nhưng hắn còn không kịp tới gần đối phương đối phương cũng đã tỉnh táo lại mà sau khi ăn một lần thua thiệt còn muốn đối phương chúng chiêu liền khó khăn lang hàn không thể nghi ngờ sáng lập một kỳ tích lấy tu vi phá hư cảnh bắt một sơn hà cảnh bảo chứng nói ra sẽ không ai tin tưởng đây không phải thiên phương dạ đàm sao thật giống như luyện thể cảnh có thể giết phá hư cảnh Quả thực hoang đường. Ngươi không phải coi thường ta, mà là quá coi thường ta." Lăng Hàn nhún vai, nói đi, là ai phái ngươi tới giết ta, ngươi có thân phận gì? "Ha ha, Hắc Y Nhân cười nhạt, đây thật là một thiên đại chê cười, đối phương là thẩm vấn mình sao?" Một phá hư cảnh, hắn nghiêm mặt, đằng đằng sát khí, "Nói nhảm xong chưa, vậy chết đi cho ta." Hắc Y Nhân xuất thủ, đánh về phía Lăng Hàn, Lăng Hàn không né không tránh, mặc cho đối phương oanh mình, bình tĩnh nói: Bây giờ ngươi nằm ở trong lòng bàn tay của ta, ta muốn ngươi sống, ngươi liền có thể sống, ta muốn ngươi chết, ngươi chỉ có một con đường chết. Thình thịch, một trường này vỗ kết kết thật thật, nhưng Lang Hàn nửa bước cũng không lui, như đối phương chỉ vỗ nhẹ nhẹ vậy. Làm sao có khả năng, hắc y nhân cả kinh, lông tơ đều dựng lên, này vượt ra khỏi hắn tưởng tượng, để hắn cảm nhận được sợ hãi không tên. Lang Hàn cười nói, hoan nghênh đi tới thế giới của ta, ảo giác, đây hết thảy đều là ảo giác hắc y nhân rút lui vài bước hắn thất thần trong nháy mắt khẳng định chính là khi đó chúng chiêu hiện tại hắn thấy cảm giác được đều là giả lang hàn đưa tay nhấn một cái nói xem ra trước phải đại hình hầu hạ thực sự là kỳ quái ta rõ ràng không phải người thích sử dụng bạo lực vì sao hết lần này tới lần khác có người luôn bước ta nhỉ oanh một ngọn núi lớn xuất hiện trấn về phía hắc y nhân nhất thời hắc y nhân bị chấn áp ở trên mặt đất núi như thần thiết sức nặng kinh người làm hắc y nhân phải sử dụng toàn lực đến đối kháng, nhưng thần quang cả người lung lay sắp đổ, căn bản chống không được bao lâu. A, à, hắn phát sinh tiếng kêu thảm thiết, khớp xương nứt hơn 10 cây, lang Hàn hơi giảm sức, miễn cho trực tiếp chấn chết hắn. Lang Hàn lại vung tay lên, miếng vải đen trên mặt hắc y nhân lập tức tiêu thất, hiện ra một khuôn mặt thông thường, thuộc về đi ở trên đường cái tuyệt sẽ không có người liếc mắt nhìn. Nhưng phải biết rằng, sau khi tu đến thần cảnh tự nhiên sẽ có một khí thế siêu phàm, khác hẳn với phàm nhân. Cổ quái, Lăng Hàn tò mò, khoanh chân ngồi trên đất nói: "Ngươi là sát thủ đi, chuyên môn tu hành công pháp nào đó, để ngươi thoạt nhìn tương đối bình thường." Hắc Y Nhân chỉ biết kêu thảm thiết, hắn làm một sát thủ, trước khi tu hành kỹ xảo giết người, liền tiếp nhận các loại cực hình khảo nghiệm, chỉ có thông qua mới có thể được tiếp nhận, bảo chứng coi như thất thủ bị bắt cũng sẽ không tiết lộ bí mật của tổ chức. Tuy hắn kêu rất thảm, nhưng không có ý tứ cầu xin tha thứ. Lăng Hàn mỉm cười nói: "Tại đây, ta chính là chân thần chỉ có ta không nghĩ tới, chứ không có ta không làm được. Ngươi có thể chịu như thế, ta liền dùng hình pháp ta có thể nghĩ ra áp dụng hết cho ngươi. Hắn một bên dùng trọng hình, một bên tu hành, ngược lại không thể lãng phí thời gian. chương 957, chín quận vương, hắc y nhân rất kiên trì, nhưng nửa ngày sau, tinh thần của hắn đã sụp đổ. Ở trong hắc tháp, thống khổ của hắn bị phóng đại gấp trăm lần, dù dùng tiểu đao nhẹ nhàng cắt hắn một chút, cũng sâu tận xương tủy, thẳng để linh hồn, làm cho ý chí của hắn tan rã sạch sẽ ta tên mông nghị là sát thủ sơ cấp của ám dạ đường hắn nói hai mắt đăm đăm như người ngu ngốc lăng hàn nghe nguyên lai là ám dạ đường có người ra một vạn chân nguyên thạch treo giải thưởng tính mạng của hắn này là một khoản tài phú kinh người lại chỉ muốn tính mệnh của một phá hư cảnh tin tưởng sơn hà cảnh tiểu cực vị thậm chí trung cực vị cũng sẽ dục dịch kiếm một khoản tiền lớn a quả thực chính là đưa không mông nghị chỉ là sát thủ cấp thấp nhất hắn dĩ nhiên không có khả năng biết cố chủ là ai, chỉ là vận khí tốt, là người đầu tiên nhận được nhiệm vụ này. dĩ nhiên kể từ bây giờ, vận khí của hắn không phải kém bình thường a. À. có lẽ là la gia, triệu luân, cũng có thể là thủy gia, có lẽ là một người khác đố kỵ ta. lăng hàn vuốt cằm, không khỏi bật cười. hắn mới đến thần giới vài ngày, nhưng đã nghĩ không ra là cử nhân nào mời sát thủ, đây coi như thành công hay thất bại? chắc là thành công đi, có câu không bị người đố kỵ là tài trí bình thường ta là thiên tài, cho nên mới có nhiều người muốn giết ta như vậy. Lăng Hàn rất có tinh thần tự tiêu, hắn thu tên sát thủ này vào hắc tháp, vậy ra sản trên người đối phương dĩ nhiên là của hắn, 164 khối chân nguyên thạch, 17 mũi tên, các loại đan dược tổng cộng 7 bình. Thân là cường giả sơn hà cảnh, tại sao nghèo như vậy nhỉ? Lăng Hàn lắc đầu, thật là xui xẻo, hắn lại không biết, tất cả gia sản của mông nghị đều dùng ở những mũi tên này, mỗi một chi đều do thần thiết chế tạo, tuy thần giới có rất nhiều thần thiết, nhưng giá trị lại không thấp chút nào. Hơn nữa còn phải mua đan dược, hắn có thể tiết kiệm được hơn 100 chân nguyên thạch kỳ thực đã không tệ. Xích thiên học viện cũng chỉ cho Lăng Hàn một tháng hai khối chân nguyên thạch mà thôi. Lăng Hàn ra hắc tháp, quay lại học viện, lần này ám dạ đường ám sát thất bại, nhưng tuyệt đối sẽ không bỏ qua, như vậy lần sau khẳng định sẽ càng thêm lợi hại. Có lẽ là sát thủ trung cấp, sát thủ cao cấp, thậm chí sát thủ đồng bài. Từ chỗ mông nghị biết được, thực lực của ám dạ đường rất mạnh, phân bộ ở mỗi quốc gia, ở thành nào cũng có thể tìm được. Tổ chức sát thủ này chia sát thủ làm 6 cấp bậc, từ thấp đến cao là sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đồng bài, ngân bài, kim bài, phân chia như vậy đều không phải lấy cảnh giới võ đạo của sát thủ, mà là mục tiêu, số lượng và chất lượng của bọn hắn ám sát. Giết người càng nhiều, mục tiêu thực lực càng cao, như vậy lấy được điểm cũng càng cao, có thể một đường đi lên. Nên có khi sát thủ trung cấp còn mạnh hơn sát thủ đồng bài nhưng bình thường, nhất định là sát thủ cấp bậc càng cao thì càng lợi hại, ngoại lệ luôn là số ít. Luôn bị người đuổi giết cũng không phải biện pháp, nhưng người có thể làm được gì đây? Lăng Hàn gãi đầu, hắn còn thật không có biện pháp giải quyết, chỉ có thể cẩn thận. Trở lại học viện, Lăng Hàn ném tất cả phiền não ra sau đầu, chuyên tâm tu hành, tin tưởng cho dù là ám dạ đường ở Hoàng Đô cũng không dám tùy ý làm bậy, mà hắn còn có hắc tháp, không lo lắng sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Ba ngày sau, Lăng Hàn bị tả tướng kêu qua, Tam quốc tranh phách rất nhanh thì bắt đầu, mà loạn tinh Hoàng Triều cũng phải xác định người tham gia lôi đài chiến. Này là một việc trọng đại, bởi vậy, không chỉ loạn tinh Hoàng Triều tiến hành động viên, ngay cả Vương Triều phụ thuộc cũng phái thiên kiêu của bọn họ đến, muốn giúp một phần lực. Dù sao, nếu như chiến tích của loạn tinh Hoàng Triều không tốt, trên mặt bọn họ cũng không có ánh sáng. Này là nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, lang hàn tới tả tướng phủ, do tả tướng tự mình lĩnh đội, đi phủ đệ của cửu quận Vương. Cửu quận vương họ hồ tên Phỉ Vân, chính là một trong cửu vương của loạn tinh Hoàng Triều, quyền lực có thể nói là khuynh tẫn triều giã. Nhưng làm cho người ta không cách nào tin nổi chính là, tu vi của vị cửu quận vương này chỉ là sơn hà cảnh trung cực vị. Cửu vương, thậm chí mạnh hơn tả hữu nhị tướng, thất đại tướng quân, nhưng hồ Phỉ Vân chỉ là sơn hà cảnh trung cực vị, làm sao phục chúng. Bởi vì có loạn tinh nữ hoàng bảo bọc, đại khái ở 70 vạn năm trước, kỳ thực loạn tinh Hoàng Triều còn có vị tướng quân thứ 8, mà khi đó cũng còn chỉ có thất vương, thất vương bài danh chót nhất đồng dạng chỉ có tu vi sơn hà cảnh, không có được vị tướng quân kia để vào mắt, lại còn bị đùa giỡn. Kết quả, loạn tinh nữ hoàng giận dữ, trực tiếp chấn giết tên tướng quân này, toàn tộc diệt sạch. Từ nay về sau, cho dù là ai cũng cung kính với cửu vương, bởi vì nữ hoàng bệ hạ nói qua, gặp cửu vương như gặp chấm. Cửu vương phủ rất náo nhiệt, tả hữu tướng, thất đại tướng đều mang theo cao thủ mình chọn chúng tới, còn có ít quan viên cũng vì thế bôn ba, ở toàn quốc đào móc nhân tài, nghênh đón thịnh hội 10 năm một lần này. Mặt khác, các phương triều lệ thuộc cũng mang theo thiên kiêu của bổn quốc đến, nếu có thể đại biểu loạn tinh hoàng triều xuất chiến, vậy dĩ nhiên là thiên đại vinh quang. Mà nếu có thể xuất lĩnh thiên tài khác trợ giúp loạn tinh hoàng triều thắng được thứ nhất, thì nhất định sẽ được nữ hoàng ca ngợi. Nữ hoàng bệ hạ, đại thánh đại đức, chẳng những là tình nhân trong mộng của tất cả mọi người, cũng là thần tượng vô thượng, đại biểu lực lượng võ đạo mạnh nhất. Tất cả mọi người tụ ở trong một hoa viên, Lâm thời bày đặt rất nhiều hàng ghế, nhưng chỉ có đại nhân vật mới có tư cách ngồi, như đám người lang hàn chỉ có thể đứng. Rất nhiều người, chỉ phá hư cảnh thì có hơn 100, mà cuối cùng chỉ có 10 người có thể đại biểu loạn tinh hoàng triều xuất chiến, cạnh tranh rất kịch liệt. Lệ Vi Vi cũng tới, nàng là tới xem náo nhiệt, chỉ là thân phận của nàng cao quý, chẳng những có người chạy tới lấy lòng nàng, nếu thật có thể kết thành vợ chồng với nữ nhi của tà tướng, vậy liền có thể thăng chức rất nhanh. Lang hàn ở trong góc tìm một tảng đá đầu ngồi, con mắt khép hờ, vận chuyển lục pháp hợp nhất hấp thu thiên địa linh khí. Tuy tu luyện như vậy không thể đạt đến điều kiện tốt nhất, nhưng hắn phải giành giật từng giây, lãng phí một chút xíu thời gian cũng là đáng xấu hổ. chương 958, thiên tài tập hợp. Ha ha ha, có dương tử ta ở đây, lần này loạn tinh hoàng triều chúng ta nhất định có thể cướp đoạt thứ nhất. Một thanh niên vóc người khôi ngô lớn tiếng nói, có vẻ tràn đầy tự tin. Hắn là ai vậy? Bên cạnh có người hỏi. Nga, một thổ dân của Hắc Diễm Quốc, bất quá thực lực không tầm thường, bước vào phá hư 20 tinh. T, đừng nhìn La Phách và Diệp Thừa Vận đều là phá hư 21 tinh, Lăng Hàn càng có thể miểu ST-12 người bọn họ, nhưng ở loạn tinh Hoàng Triều, thậm chí toàn bộ hợp ninh tinh. Phá hư 20 tinh vẫn là một đỉnh núi cực cao, ít có người có thể đạt đến. Bởi vậy, vừa nghe nói dương tử này có chiến lược phá hư 20 tinh. Chúng nhân tự nhiên đều hít vào một ngụm khí lạnh, được coi trọng cực lớn. Mã Hưng đi tới, hắn cũng được một quan lớn chọn chúng, đại biểu xuất chiến, dù sao người có vương giả chi khí quá ít. Hắn đi tới bên cạnh Lăng Hàn nói, bọn họ đều được ngồi, lại có thức ăn, chúng ta chỉ có thể nhìn, quá khó chịu. Bọn họ dĩ nhiên là chỉ đám người tả tướng, Lăng Hàn không khỏi bật cười, không nghĩ tới trên đời này còn có nhiều ăn hàng như vậy, mã hưng này cũng là một diệu nhân. Ở trường hợp như vậy còn đầy đầu là ăn, coi như là một đóa kỳ hoa. Cửu quận vương giá lâm, đúng lúc này, chỉ nghe một nữ hầu lớn tiếng kêu lên, trung khí mười phần, cuồn cuộn như sấm, nàng rõ ràng là một cường giả nhật nguyệt cảnh. Chúng nhân vội vã đứng lên, ngay cả tả hữu tướng, thất đại tướng cũng không ngoại lệ. Nữ hoàng bệ hạ nói qua, gặp cửu vương như gặp chấm, hiện tại cửu quận vương đến, tương đương với loạn tinh nữ hoàng giá lâm. Ai còn dám ngồi, đang lúc mọi người chú mục, chỉ thấy một tử y thiếu nữ từ trong cửa hoa viên đi tới. Nàng nhìn qua bất quá mười mấy tuổi, quần áo kề sát người, phát họa ra vóc người mỹ mỹ của nàng, hiện hết đường cong lồi lõm phập phồng, đẹp không sao tả xiết. Cô gái này rất đẹp, so với Thủy Nhạn Ngọc cũng không kém chút nào, chỉ là nàng tựa hồ khuyết thiếu tự tin, bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, trên mặt lập tức đỏ ửng, hiện ra thái độ ngượng ngùng. Nàng có chút lo lo, lúc đi tới chủ vị, khoát khoát tay, có chút lắp bắp nói. Các, các vị đại nhân miễn, miễn lễ, lang hàn không khỏi muốn bật cười. Cửu vương, cao cao tại thượng, ngay cả đám người tả tướng cũng phải ngưỡng vọng, cư nhiên sẽ xuất hiện một tiểu nữ nhân ra mặt mỏng như thế, thực sự là. Nhưng đám người tả hữu tướng đều không dám vô lễ, thi lễ một cái, tiếp đó mới ngồi xuống, cho đầy đủ tôn trọng. Đối với những cường giả như bọn hắn mà nói, chuyện đã xảy ra 70 vạn năm trước tựa như ngày hôm qua, ai hy vọng thất tướng bây giờ biến thành lục tướng, tả hữu tướng biến thành nhất tướng. Còn có nửa tháng, Tam Quốc tranh phách sẽ bắt đầu, ngày hôm nay liền chọn ra 10 người đại biểu bản triều tham chiến cửu quận vương có chút thích ứng tuy mặt vẫn còn có chút hồng nhưng không nói lắp nữa bản vương phụng tỉ tỉ không phụng ý chỉ của bệ hạ chọn người tuấn kiệt vì nước xuất chiến nàng nói lỡ miệng nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng khiến người ta thấy thương yêu đây thật là một tiểu yêu tinh động nhân đám người tả tướng không thấy kỳ quái cửu vương đều cùng nữ hoàng bệ hạ tỉ muội tương xứng cũng là nguyên nhân vì sao cửu vương có địa vị cao như vậy vậy thì bắt đầu đi cửu quận vương nói nàng sai người bày ra 10 vị trí ở trên đất trống, hạn định một canh giờ, một canh giờ sau, 10 người có chỗ ngồi là đại biểu loạn tinh hoàng triều xuất chiến lần này. Quy tắc rất đơn giản, chính là đoạt vị trí. Tuy phải vung tay ở trong hoa viên, nhưng đang ngồi là nhân vật hạng đại, tùy tiện động thần nhị yệm liền có thể khống chế dư ba chiến đấu, tuyệt sẽ không tạo thành một chút xíu phá hư. Trong khoảng thời gian ngắn, không ai động trước cả, phải kiên trì một canh giờ, như vậy người ngồi lên trước nhất định sẽ bị càng nhiều người khiêu chiến, thậm chí vây công, sao không đợi một canh giờ sắp kết thúc lại hành động. Một đám nhát gan, Dương Tử bước ra ngoài, bước về cái ghế xếp hạng thứ nhất. Chậm, Mã Hưng nhảy ra, ta thật thích vị trí này, người đổi một cái đi. Hắn không thèm nhìn thái độ của đối phương, cạc cạc, vì sao không phải ngươi đi đổi. Dương Tử xuất thủ, bắt tới Mã Hưng. Mã Hưng mở chừng hai mắt, vương giả oai bắn phá, một quyền đánh ra, có hư ảnh thần thú đan vào, uy lực không hiểu. Thình thịch thình thịch thình thịch, hai người nhất thời vung tay. Chiến lực của Mã Hưng chỉ có 19 tinh, nhưng cộng thêm vương giả oai, cũng không thua dương tử chiến lực 20 tinh, hai người đánh cho khó phân thắng bại. Những người khác sau khi trần chờ ngắn ngủi, cũng bắt đầu đoạt vị. Lăng hàn lão thần khắp nơi, phá hư cảnh ở đây cộng lại cũng không đủ hắn đánh, tự nhiên lười đi góp vui, chỉ nhắm mắt dưỡng thần ở một bên, đợi canh giờ không sai biệt lắm hắn lại tùy tiện đoạt một vị trí là được. Lăng hàn, còn không ra tay bên tai của hắn vang lên một thanh âm rất nhỏ tuy cực kỳ thấp cũng thẳng vào thức hải hóa thành tiếng sấm um ùm này là thanh âm của tả tướng lang hàn ngẩng đầu nhìn nhưng tả tướng lại căn bản không có nhìn về phương hướng của hắn được rồi hắn tản mạn đưa tới tả tướng bất mãn cố ý dùng thần niệm truyền âm cảnh cáo hắn ai không thể làm gì khác hơn là xuất thủ lang hàn đi về phía trước một bên vươn vai hình như đang hoạt động gân cốt nếu phải xuất thủ vậy chơi lớn một chút đi khóe miệng của Lăng Hàn lộ ra dáng tươi cười, vươn tay phải ra, lực lượng ngưng tụ. Nhất thời, tất cả các đại nhân vật đều nhìn về phía hắn. Phá hư cảnh tự nhiên sẽ không đặt ở trong mắt đại năng tinh thần cảnh, nhưng một trường này của Lăng Hàn ngưng tụ huy năng vượt xa phá hư 20 tinh, làm các đại nhân vật đều động dung. Ở bất kỳ một cảnh giới nào đột phá cực hạn đều là tuyệt đối tuyệt đối không dễ dàng, ý nghĩa tương lai có khả năng đạt đến độ cao kinh người. Diệp thừa vận cũng ở đây, hắn là phá hư 21 tinh tự nhiên có thể vì nước xuất chiến, huống hồ trùng kích sơn hà cảnh cũng không phải sự tình nhất thời bán hội, không phải hắn muốn là có thể đột phá. Hắn đã biết chiến lực của Lăng Hàn, phát hiện Lăng Hàn muốn xuất thủ, nhất thời sợ đến lông tơ dựng thẳng, trực tiếp nhảy khỏi ghế, như hỏa thiêu cái mông, liều mạng chạy thật xa. Làm cao thủ thứ nhất của Đông Phân Viện phá hư bộ, thực lực của hắn mọi người đều biết, bởi vậy ngồi xuống tự nhiên không ai dám đi khiêu chiến. Muốn lôi phá hư 21 tinh xuống ngựa, vậy ít nhất cũng cần 10 tên phá hư cảnh chiến lực 20 tinh liên thủ mới có thể làm được. chương 959, một kích oai, nơi này phá hư chiến lực 20 tinh cộng lại có khả năng không tới năm như vậy ai ngốc đến đi khiêu chiến hắn. Nhưng Diệp thừa vận chạy như thế, lại để nhiều người phát mộc, hắn là quỷ nhập vào người sao. Đúng lúc này, Lăng Hàn xuất trưởng oanh, một mảnh kim quang đảo qua, thình thịch thình thịch thình thịch. Tất cả mọi người bị đánh bay, như thiên nữ tán hoa, bay về phía các ngõ ngách có té lăn trên đất có bị đánh lọt xuống dưới ghế có ngã trong bụi hoa nói ngắn lại trừ diệp thừa vận xem thời cơ chạy đúng lúc những người khác toàn bộ bị oanh trở mình đại bộ phận người trực tiếp hôn mê số ít vài người còn thanh tỉnh nhưng khuôn mặt tràn đầy hoảng sợ đây cũng quá mạnh đi khóe miệng của diệp thừa vận co quắp hắn biết một kích này của lăng hàn khẳng định uy lực rất mạnh nhưng thấy tận mắt vẫn không khỏi tâm phát lạnh đây thật là phá hư cảnh có thể làm được sao biến thái qua biến thái Tả tướng cũng có chút kinh ngạc, hắn biết Lăng Hàn khai thiên mà đến, thực lực tất trên 20 tinh, có thể thay hắn làm vẻ vang. Nhưng sao có thể nghĩ đến, Lăng Hàn lại mạnh đến nông nỗi như vậy. Lúc hắn còn trẻ, có thực lực như vậy sao? Tả tướng lắc đầu, ánh mắt nhìn thẳng thanh niên này, hắn còn đánh giá thấp đế vương từ tiểu thế giới đến A. Nói không chừng, tương lai hắn có thể trở thành cường giả vô thượng. Cái ý niệm này chợt lóe lên trong đầu, nhưng hắn lập tức bật cười, Bây giờ cường đại cũng không có nghĩa là tương lai cường đại, trên đời này có rất nhiều thiên tài vẫn lạc. Thậm chí có thể nói, thế gian thiếu nhất không chính là thiên tài, thiên tài có khả năng du ngoạn đỉnh phong quá ít ỏi, thậm chí còn không phải loại lúc đầu sáng chó nhất. Con đường võ đạo có quá nhiều ngoài ý muốn, mình tuyệt đối là suy nghĩ nhiều, cường giả đại năng tinh thần cảnh trí ít trăm vạn năm mới có thể ra một cái, thật ít ỏi. Nhưng không thể không nói, bây giờ Lăng Hàn tuyệt đối rất khí phách, cho thấy phong thái vô địch hắn nâng một cái ghế cứ như vậy một mình ngồi xuống căn bản không có người có thể đặt song song cái miệng nhỏ nhắn của cửu quận vương trương thành hình tròn hai mắt càng tròn nàng còn trẻ không có nhiều ý nghĩ như vậy đơn thuần vì một kích này của lang hàn mà khiếp sợ thật là giỏi thật là giỏi nàng vỗ tay nhảy chân như một tiểu cô nương ngây thơ này dẫn tới chúng nhân chú mục nàng vội vã phun đầu lưỡi càng lộ vẻ ngây thơ lúc này diệp thừa vận mới nhe răng đi trở về cũng đỡ dậy một cái ghế nhưng không dám ngang hàng với lăng hàn, mà đặt ghế ở phía sau một chút. Trên đất, người còn bảo trì thanh tỉnh cũng chậm chậm bò dậy, đều nâng ghế ngồi xuống. Bọn họ giống Diệp Thừa Vận, đều không dám đặt song song với lăng hàn, này cũng là tôn trọng với cường giả. Lăng hàn cường đại, đã vượt ra khỏi trình tự của bọn họ. Đếm một chút, vừa vặn 10 người, cũng không cần đánh nữa. Điều này làm cho bọn người tả tướng có chút khiếp sợ, lẽ nào lúc Lăng Hàn đánh ra một kích đã tính toán xong. Nếu như vậy, Thực lực của người trẻ tuổi này còn phải đánh giá cao vài phần. Thật ra Lăng Hàn không có tận lực làm, hắn chỉ khống chế uy lực khi xuất trưởng, để một nhóm người thực lực mạnh nhất không đến mức hôn mê, không nghĩ tới vừa vặn góp đủ 10 người. Bởi vậy, bọn người Mã Hưng Dương Tử mới còn ngồi được. Hữu tướng, Thất đại tướng đều nhìn Lăng Hàn nhiều mấy lần, phá hư cảnh yêu nghiệt như thế ngay cả bọn họ cũng có vài phần động dung, nhớ kỹ cái tên này. Nhưng cũng chỉ như vậy, Cửu quận vương cũng có vẻ cực kỳ hưng phấn, nhìn Lăng Hàn hỏi Người tên là gì? Tại hạ Lăng Hàn, Lăng Hàn đứng lên, đúng mực nói. Cửu quận vương lại nhịn không được vỗ tay. Lần này chúng ta nhất định là thứ nhất. Hi hi, lần đầu tiên thay tỷ tỷ làm việc liền xinh đẹp như vậy, sau này ai cũng không được kêu ta tiểu ngốc nữa. Nói xong, nàng lại le lưỡi. Được rồi, được rồi, toàn bộ các người trở về đi. Nàng vội vã đuổi người, tự nhiên không hy vọng bị người chế giễu. Chúng nhân không dám kháng mệnh, đều rời đi, mệnh lệnh của cửu quận vương là mệnh lệnh của nữ hoàng bệ hạ, không người nào có thể không tuân. Trong 10 người, có 7 người đến từ Sích Thiên Học viện 6 người kia đều tràn ngập kính sợ theo sát sau lưng Lăng Hàn, trong ánh mắt thậm chí có vẻ cuồng nhiệt. Bọn họ đi tới phá hư 19 tinh thậm chí chiến lực 20 tinh nên quá hiểu, vượt lên trước độ khó cao ra sao, tự nhiên tràn đầy kính sợ cùng sùng bái với Lăng Hàn. Một trường kiêu uy lực quả thực để cho bọn họ kinh hãi. Một đường đi qua, bọn họ như tùy tùng, thủ vệ Lăng Hàn tiến vào học viện, điều này làm cho người thấy mà tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nga, Triệu Luân lộ ra dáng tươi cười, hắn vẫn đứng ở dưới thác nước, bởi vì hắn đang tu luyện một môn bí pháp, thân không thể động, đang quan sát thác nước này, tìm hiểu quy luật nào đó. Người từ tiểu thế giới đến này, chiến lực lại vượt qua 20 tinh. Hắn có chút kinh ngạc, Tả Tiêu đang bẩm báo cho hắn chuyện đã xảy ra mấy ngày nay. "Đúng vậy, thiếu chủ." Tả Tiêu cung kính nói, trong ánh mắt có một tia bội phục, thực lực của con kiến hôi kia có chút vượt quá dự liệu của hắn là phách bị miểu sát, hiện tại lại thành đại biểu xuất chiến cho loạn tinh hoàng triều. Đương nhiên thu được tư cách xuất chiến, vậy không dễ giết, bằng không nữ hoàng bệ hạ trách tội mà nói. Triệu Luân nói đến đây, không khỏi dùng mình, cho dù là thiên tài như hắn, nhắc tới loạn tinh nữ hoàng cũng không khỏi run rẩy. Ở trong lòng tất cả quốc dân của loạn tinh hoàng triều, loạn tinh nữ hoàng là vĩnh hằng vô địch, là tồn tại không thể siêu việt. Thiếu chủ, ngài định làm như thế nào?" Tả Tiêu hỏi, hắn quá hiểu vị thiếu chủ này tuyệt đối không thể bỏ qua cho lăng hàn triệu luân cười ha ha nói tạm thời lưu hắn một mạng chờ sau tam quốc tranh phách lại giết bất quá không có tiện nghi hắn như vậy người đi an bài một chút đi hắn phân phó khóe miệng của tả tiêu không khỏi lộ ra dáng tươi cười nói ha ha nếu tiểu tử kia có thể bình an vượt qua đêm nay nhưng cũng sẽ bị toàn bộ tây phân viện hận a à. lăng hàn ở trong phòng tu luyện tâm thần yên tĩnh hắn ở trên lục pháp hợp nhất đi càng ngày càng xa hơn nữa trong tay có tiền có thể mua được đầy đủ đan dược, lực lượng của hắn đang bằng tốc độ kinh người tăng lên. Tối đa nửa năm, thậm chí ngắn hơn, hắn có thể đạt đến phá hư 20 tinh cực hạt.